Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 146. Hách Nhi bình tĩnh nói, làm ăn, thiếu nợ. Diệp Quân hiếu kỳ nói, nợ bao nhiêu? Hách Nhi nói, mấy trăm ngàn đế tinh cực phẩm. Diệp Quân nói vậy thì thật sự cũng hơi nhiều. Sau khi Hách Nhi xoa đều chất lỏng bôi trơn kia, cô ta bắt đầu nhẹ nhàng đấm bóp lưng cho Diệp Quân, còn người thì sao? Tại sao lại tới nơi này? Diệp Quân cười nói, ta lần đầu tới cựu thổ, cũng không biết nơi này là nơi nào, thấy có nhiều người vào nên cũng muốn vào xem thử, không ngờ là. Hách Nhi nhìn hắn, tại sao lại tới cựu thổ? Diệp Quân gật đầu, cô có biết nền văn minh Toại Minh không? Hách Nhi gật đầu, có. Diệp Quân nói, ta tới tìm sư phụ. Hách Nhi nói, sư phụ người tên gì? Diệp Quân nói, Bi Tâm Từ. Hách Nhi đột nhiên khựng lại. Bên trong cố vấn các, vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ đồng loạt nhìn Toại Cổ Kim dẫn đầu, ánh mắt Toại. Cổ Kim vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Bên trong căn phòng nhỏ, Diệp Quân đột nhiên nói, Hách Nhi, tại sao cô không bóp tiếp? Hách Nhi khôi phục lại tinh thần, cảm thấy Diệp Quân nói cứ như khinh thường mình thì không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, tay cô bắt đầu cử động, Bi Tâm Từ đại nhân là sư phụ người sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, lúc đầu sư phụ nói phải đi cứu vũ trụ, sau đó một đi không trở lại. Hách Nhi nói, công tử có biết Bi Tâm Từ là phản đồ của nền văn minh Toại Minh không? Người không sợ nền văn minh Toại Minh tới gây phiền phức cho người sao? Diệp Quân cười nói, không sợ, lúc sư phụ ta rời đi đã cho A một tòa tiểu tháp, nàng ấy nói với ta, nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ cần kích hoạt tiểu tháp, bất kể bao xa, nàng ấy cũng sẽ lập tức chạy tới. Bên trong cố vấn các, một người đàn ông đột nhiên nói, hắn có biết là có người đang giám sát mình không? Lại có một người nói, chắc hẳn lý do hắn nói với cô ta là muốn bảo chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Một người khác cười nói, hắn đang sợ rồi. Một cô gái đột nhiên nói, lỡ hắn nói thật thì sao? Người đàn ông kia cười, vậy còn không đơn giản sao? Để hắn gọi tháp của hắn ra xem là biết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi đột nhiên nói, ta có thể xem tháp của công tử không? Diệp Quân do dự. Hách Nhi thấp giọng nói, không được thì thôi, với thân phận của ta, làm sao xứng nhìn thần vật của công tử chứ? Diệp Quân nhất thời bối rối nói, ôi, cô nương, ta không có ý này, công việc không phân sang hèn, cô đừng có tự ti, huống hồ, cô còn đẹp như vậy, ta. Nói xong, hắn hốt hoảng ngồi dậy, sau đó nắm lấy hai tay Hách Nhi cô nương, ta thật sự không coi thường cô, ta rất nghèo, nếu không, ta đã trả nợ và chuộc thân cho cô rồi, cô rất xinh đẹp. Rất giống một cô nương ta từng thích. Diệp Quân khó xử, hắn giấy giụa một hồi, sau đó cắn răng nói, Hách Nhi cô nương, ta có thể cho cô xem, nhưng ta có một yêu cầu. Nói xong, mắt hắn đỏ lên. Bên trong cố vấn các. Mẹ kiếp, một đám đàn ông không kìm được lửa giận. Một người trong số đó lập tức đứng dậy, giết chết hắn. Khiến hắn hồn bay phách lạc. Hồn bay phách lạc vẫn còn lời cho hắn quá, phải đánh hắn vào ngục tối. Cho hắn sống không băng chết. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh, công tử muốn gì? Diệp Quân do dự, sau đó nói, Hách Nhi cô nương, ta có thể hôn cô một cái được không? Tiểu tháp Hách Nhi nhìn chăm chăm Diệp Quân, nếu công tử muốn, ta có thể bảo cô nương khác tới, các cô ấy có thể phục. Phụ theo mong muốn của công tử. Diệp Quân thấp giọng thở dài, Hách Nhi cô nương, cô nghĩ xấu về ta như vậy. Ta không phải loại người đó. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quân khẽ lắc đầu, nằm xuống, thấp giọng nói, Hách Nhi cô nương, lúc sư phụ ta đi đã nói không được tùy tiện cho người khác xem tháp. Tháp này ẩn chứa một sức mạnh pháp tắc thần bí. Sức mạnh pháp tắc này còn vượt xa nền văn minh Toại Minh, nếu là người khác vào sẽ chỉ mang đến tai họa chết người cho ta mà thôi. Vượt xa nền văn minh Toại Minh. Hách Nhi nheo mắt, công tử có nói quá lời rồi không? Diệp Quân cười, không nói gì. Căn phòng nhỏ đột nhiên rơi vào yên lặng. Một lát sau, Hách Nhi đột nhiên nói, nếu cho công tử hôn một cái thì sẽ cho ta nhìn sao? Diệp Quân đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn Hách Nhi nóng rực, đúng vậy. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn, vậy công tử hôn đi. Nói xong, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong cố vấn các, mọi thứ đã nổ tung. Diệp Quân chậm rãi đến gần Hách Nhi. Thấy hắn càng ngày càng tới gần Hách Nhi,
bên trong Cố Vấn Các, ánh mắt một đám đàn ông cũng đỏ ngầu như máu. Càng ngày càng gần, Hách Nhi có thể cảm nhận được nhịp thở của Diệp Quân, hai tay cô ta bất giác siết chặt lại. Đột nhiên, cô ta mở mắt ra, lập tức chủ động chạm nhẹ lên môi Diệp Quân. Vừa chạm vào đã tách ra, bên trong Cố Vấn Các, tất cả đều kêu gào. Bên trong căn phòng nhỏ, Hách Nhi nhìn chằm chằm Diệp Quân, được rồi. Diệp Quân trừng mắt, được. Nói xong, hắn và Hách Nhi biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên trong tiểu tháp. Theo góc nhìn của Hách Nhi, góc nhìn của tất cả mọi người trong Cố Vấn Các cũng đều hướng về tiểu tháp. Chỉ một lát sau, toàn bộ Cố Vấn Các đột nhiên chết lặng, mọi người mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Bên trong tiểu tháp, lúc này hai tay Hách Nhi nắm chặt, đôi mắt đẹp mở to, khó tin. Trong tháp 10 năm, bằng bên ngoài một ngày. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt này thực sự là đệ tử của Bi Tâm Tử sao? Nhưng mà, nhân vật tuyệt thế như Bi Tâm Tử, sao có thể vừa mắt với mặt hàng này chứ? Nhưng nếu hắn không phải đệ tử của Bi Tâm Tử, thì sao kẻ trước mặt này, có thần vật này chứ? Giờ phút này Hách Nhi có hơi bối rối. Diệp Quân đã dẫn cô ta rời khỏi tiểu tháp, hắn nghiêm túc hỏi, Hách Nhi cô nương, cô phải thay ta giữ bí mật. Hách Nhi phục hồi tinh thần, người cũng không phải kẻ bất tài. Tự biết mình lỡ lời, cô ta vội vàng nói, Diệp công tử thật sự là Bi Tâm Tử đại nhân cho ngươi tiểu tháp kia sao? Diệp Quân làm như không nghe thấy câu, bất tài, của cô a, khẽ gật đầu, dĩ nhiên, sư phụ nói ta là kỳ tài kiếm đạo tuyệt thế, cố ý xây cho ta một tòa tháp, chẳng qua, ta cũng không biết có phải nàng ấy tự mình xây dựng không, dù sao, cũng là nàng ấy làm cho ta. Hách Nhi nhìn chằm chằm, như muốn nhìn thấu hắn, nhưng vẻ mặt Diệp Quân đầy thật thà. Diệp Quân đột nhiên nói, Hách Nhi cô nương, nếu không còn gì nữa thì cô đi cùng ta đi. Hách Nhi ngạc nhiên, Diệp Quân nghiêm túc nói, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay cô ta. Lông mày Hách Nhi nhíu chặt, hai mắt hiện lên vẻ chán ghét, cô ta tỉnh bơ rút tay ra, công tử, ta đã có người trong lòng rồi. Diệp Quân vội nói, ta không ngại. Hách Nhi nhìn chằm chằm hắn, người ta thích là một trong ba tam kiệt của cựu thổ, Diệp công tử biết tam kiệt của cựu thổ là gì không? Diệp Quân hiếu kỳ nói, là gì? Hách Nhi bình tĩnh nói, là yêu nghiệt trong các thế hệ trẻ của cựu thổ. Diệp Quân nghiêm túc nói, Hách Nhi cô nương, ta cũng là người giỏi nhất trong các thế hệ trẻ, chưa bao giờ bị đánh bại, thật đấy. Hách Nhi nhìn hắn, Diệp công tử thật lợi hại, ta bội phục. Diệp Quân khế mỉm cười, sau đó nói, Hách Nhi cô nương, cô có thích tòa tháp đó không? Nếu cô thích, ta tặng nó cho cô. Tiểu tháp. Tim Hách Nhi đập thình thịch, tặng cho ta. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, chẳng qua là. Nói đến đây, hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hách Nhi cảnh giác nói, có điều kiện gì đúng không? Diệp Quân gật đầu khẽ nói, ta muốn thành đôi với cô. Tiểu tháp. Trong lòng Hách Nhi bỗng dâng lên cảm giác chán ghét, hai tay cô ta siết chặt, thật muốn đấm chết cái tên ngu ngốc này. Mà lúc này, trong đầu cô ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe được giọng nói kia, sắc mặt Hách Nhi lập tức thay đổi, ngay sau đó, cô ta nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, thời gian đã đến, kết thúc rồi. Không kịp đợi Diệp Quân nói gì, cô ta xoay người vội vàng rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài, sau đó xoay người nằm thẳng cẳng lên giường. Tiểu tháp nói, nhóc con, có phải có người theo dõi ngươi phải không? Diệp Quân nói trong lòng, tháp ra, bây giờ ngươi mới biết sao? Tiểu tháp. Diệp Quân nhắm mắt, nói, người theo dõi ta chắc thuộc đoàn cố vấn của Văn Minh Toại Minh. Tiểu tháp nói, sao ngươi biết? Diệp Quân nói, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Tiểu tháp không nói gì. Tiểu hồn nói, ta đoán, ban đầu tiểu chủ cũng không chắc chắn cô nương kia có phải đến từ nền Văn Minh Toại Minh hay không, nhưng trong quá trình kiểm tra, cô nương đó đã để lộ ra sơ hở, mà chân tướng cô ta để lộ ra là, chính là lần thứ hai muốn xem tiểu tháp, đúng hay không? Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Tiểu hồn cười hì hì nói, sở dĩ tiểu chủ trêu đùa cô ta, thực ra là có bốn mục đích. Thứ nhất, thể hiện sự yếu đuối của mình với nền Văn Minh Toại Minh, để cho nền Văn Minh Toại Minh cảm thấy tiểu chủ hữu dũng vô mưu, tốt nhất khiến cho bọn họ có ý định chiêu hàng. Bằng cách này tạm thời tiểu chủ sẽ không bị nhắm đến,
thậm chí còn có thể mượn nền văn minh toại minh để phát triển thế lực của mình, đúng không? Tiểu tháp vội tiếp lời, còn gì nữa không? Tiểu hồn cười nói, mục đích thứ hai, tiểu chủ muốn mượn ánh mắt của cô ta, để cho nền văn minh toại minh nhìn thấy chỗ lợi hại của tiểu tháp, bởi vì không thể chỉ nói suông là có thể lừa gạt nền văn minh toại minh, thật giả lẫn lộn, chỉ cần nền văn minh toại minh nhìn thấy thời gian và không gian đặc biệt trong tiểu tháp, bọn họ sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, thứ nhất, chiêu hàng tiểu chủ, thứ hai, bằng mọi cách giết chết tiểu chủ, nhưng khả năng cao là bọn họ sẽ không dám ra tay, bởi vì nhìn từ hiện tại, lực trấn áp của bi tâm tử khá lớn. Tiểu tháp vội vàng nói, thế thứ ba là gì? Tiểu hồn nói, thứ ba mục đích chính là thăm dò xem người sau lưng cô ta có ý đồ gì, về phần thăm dò cái gì, tiểu tháp đến lượt ngươi nói. Diệp Quân gật đầu, cô nương kia không phải người bình thường, chuyện cô ta hôn ta, sợ là rất nhanh thôi sẽ bị truyền ra ngoài, nói cách khác, không bao lâu nữa sẽ có người đến gây phiền phức cho ta, hơn nữa, phiền phức này còn rất có lý, không chỉ có vậy. Chắc chắn cô nương kia không phải là người của nền văn minh toại minh, rất có thể cô ta đến từ nền văn minh vĩnh sinh, hoặc là nơi nào đó của cựu thổ, nếu đến gây phiền toái cho ta, ta giết, thì kết quả sẽ ra sao? Tiểu tháp vội nói, ta biết, nếu ngươi giết nhỏ, nhất định lớn sẽ đến, nếu ngươi giết lớn, thì già sẽ đến, còn giết già, nhất định sẽ có một đám già đến. Diệp Quân gật đầu, nhiều khi xung đột đều do một chuyện tưởng chừng như tâm thường gây ra. Sau đó càng ngày càng gay gắt, cuối cùng biến thành mâu thuẫn hoặc xung đột lớn. Tiểu tháp nói, bây giờ chúng ta đang ở thế bị động. Diệp Quân khế nói, vô cùng bị động, chuyện này thì không có cách nào khác, thực lực không bằng người ta, ta làm bại lộ công dụng của tháp gia ngươi, chính là hy vọng, đối phương đừng tới tìm ta gây rắc rối, tốt nhất là chiêu hàng ta, nếu bọn họ chiêu hàng ta, ta sẽ đầu hàng, chỉ cần ta tiến vào nền văn minh toại minh, thì ta sẽ có cơ hội để thở. Cũng như có thời gian và cơ hội để phát triển. Hắn sợ nhất là đối phương chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn, mà dùng đến toàn lực đối phó hắn. Loại chuyện đó thật sự là không chịu nổi, dù sao hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, trước mắt hắn không thể đối chọi với một nền văn minh khổng lồ như vậy, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn, chịu đựng một thời gian, rồi ung dung mưu tính. Tiểu tháp nói, người nghĩ lựa chọn cuối cùng của đối phương là gì? Diệp Quân khẽ nói, không biết, với kẻ địch lần này, ta không biết gì cả. Đúng rồi nhỉ. Tiểu tháp đột nhiên nghĩ đến, không phải có bốn mục đích sao? Mục đích cuối cùng là gì? Diệp Quân cười nhưng không nói. Cố vấn các. Giờ phút này bên trong các vẫn yên lặng như cũ, mọi người vẫn đang kinh hãi trước tiểu tháp của Diệp Quân. Công năng của tiểu tháp, thật sự hơi nghịch thiên khiến bọn họ không thể tin được. Lúc này, hai ngón tay của toại cổ kim khẽ gõ lên thành ghế. Ý là để mọi người nói gì đó. Một thiếu niên mặc đồ đen đứng lên, gã thi lễ với toại cổ kim sau đó nói, nếu theo ta nhìn thấy, mọi hành động của Diệp Quân trong dục tiên cư đều là cố ý, mục đích là để thể hiện sự yếu thế trước chúng ta, để chúng ta coi thường hắn, dù sao, một tên kiếm tu có thể thành lập nên đạo chính thống, thực lực có thể so với tiên đế, sao có thể thô tục như vậy. Người nói chuyện tên là Nhiễm Hằng, chính là nhân vật đại biểu cho thế hệ trẻ của Cố Vấn Các. Lúc này, đột nhiên toại cổ kim gõ vào bàn một cái. Nhiễm Hằng tiếp tục nói cách khác, người này đã biết chúng ta đang giám sát hắn, mà sở dĩ hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối trước chúng ta phải đầu hàng. Một cô gái khác nói, cuối cùng thì hắn có phải đệ tử của Bi Tâm Tử hay không? Nhiễm Hằng suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, chuyện này không thể chắc chắn. Cô gái kia nói, vấn đề bây giờ không phải hắn có giả vờ yếu đuối hay không, mà vấn đề ở đây là, rốt cuộc hắn có phải là đệ tử của người phụ nữ kia hay không, nếu mà, chúng ta giết hắn, người phụ nữ kia đến trả thù, thì phải làm sao? Còn nếu không phải, vậy hắn lấy tiểu tháp ở đâu? Trình độ của nền văn minh nào có thể chế tạo ra tòa tháp như thế? Mọi người im lặng, thật ra thì, bọn họ cũng không biết nền văn minh toại minh có thể chế tạo ra thần vật đó hay không. Mặc dù bọn họ ở tầng lớp cao của nền văn minh toại minh, nhưng cũng không phải là nòng cốt cấp cao, vì vậy, bọn họ cũng không biết nhiều về nội tình sâu xa của nền văn minh toại minh. Nhiễm Hằng nhìn cô gái, Ngôn Cẩn, vậy cô nói xem, hắn có phải đệ tử của người phụ nữ kia không? Người tên Ngôn Cẩn bình tĩnh nói, ta cảm thấy không quan trọng, mục đích hắn lấy ra tòa tháp này, chính là để uy hiếp chúng tét. Uy hiếp? Vừa dứt lời,
Tất cả mọi người trong điện đều khiếp sợ nhìn về phía Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn nhìn vào màn ảnh, như lúc nãy ta nói, nếu tòa tháp kia thật sự là của người phụ nữ đó, vậy nếu như hắn chết ở nền văn minh Toại Minh, nhất định người phụ nữ đó sẽ đến để trả thù, nhưng nếu không phải, vậy đồng nghĩa với việc, sau lưng hắn có một thế lực văn minh cực kỳ to lớn, mà nếu chúng ta thật sự động đến hắn, vậy chúng ta phải cân nhắc đến thế lực sau lưng hắn, nhưng chúng ta không biết gì về thế lực sau lưng hắn cả. Vừa nói cô ta vừa nhíu mày, ta đề nghị, nếu chúng ta chưa xác định được lai lịch của tiểu tháp kia, chúng ta không nên động đến hắn, bởi vì chúng ta không xác định được chúng ta có chịu được hậu quả cuối cùng hay không. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn toại cổ kim cách đó không xa. Mà trong sân, tất cả mọi người cũng nhìn về phía toại cổ kim. Sắp đặt sao? Coi nền văn minh Toại Minh là con cờ sao? Nghe những gì toại cổ kim nói, mọi người ở trong điện đều biến sắc, nhưng ngay sau đó là sự hoài nghi, ai có năng lực biến nền văn minh Toại Minh thành con cờ cơ chứ? Nhưng câu này là do toại cổ kim nói, nên mặc dù trong lòng bọn họ đều hoài nghi, nhưng lại không có ai dám đứng ra chất vấn. Toại cổ kim cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài. Bên trong các, mọi người đều khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Sau khi đi ra ngoài, cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này bầu trời đã xuất hiện những đám mây dày đặc đen như mực, đang chậm chậm bay lên phía trên trời. Chẳng bao lâu, đám mây đen dày đặc đã phong tỏa cả bầu trời, ngay sau đó, một tia sét xé tan trời. Sông bão sắp đến rồi. Toại cổ kim chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ trôi về quá khứ. Cách đây không lâu, một cô gái tự xưng là ác đạo đột nhiên tới nền văn minh Toại Minh, dùng sức mạnh vô địch để quét sạch vô số cường giả đỉnh cao của nền văn minh Toại Minh lúc đó. Hơn nữa còn hai lần đánh bại võ quan đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Mà sau khi kiểm chứng thân phận, thì quả thực cô ta chính là người được sinh ra từ cây sinh mệnh của nền văn minh Toại Minh. Chỉ có điều, là do cây con của cây sinh mệnh sinh ra. Rồi sau đó, vị ác đạo này lại thông qua cuộc thí luyện của quan chấp hành đứng đầu. Cuối cùng trở thành quan chấp hành đứng đầu mới của cựu thổ. Ở đáy lòng cô ta vẫn luôn nghi ngờ và thận trọng với vị quan chấp hành đứng đầu bỗng dưng xuất hiện này. Bởi vì mục đích của đối phương chính là vì chức vị quan chấp hành đứng đầu này mà tới. Nhưng cô ta không có chứng cứ, vậy nên không thể làm gì được, bởi vì cho dù là cô ta, cũng đều có phần kiêng dè thực lực của cô gái này. Ác đạo. Hơn nữa còn là thiện ác cùng tồn tại, không chỉ có thể hấp thụ được ác của vũ trụ các vũ trụ đã đi qua, còn có thể hấp thụ được thiện của vũ trụ đó. Đối phương xuất hiện quá đường đột, hơn nữa lại trực tiếp trở thành quan chấp hành đứng đầu. Cô ta gần như có thể kết luận rằng, đối phương đến đây nhất định là có mục đích. Bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Quân càng khiến cô ta bất an hơn. Hai người này cùng đến từ một nơi, là trùng hợp sao, còn có tiểu tháp đó. Nó không phải là của Bi Tâm Từ, nàng ấy không giống với những người khác ở trong các. Nàng ấy là người từng trải, có thể nói thực lực và kiến thức của nàng ấy đứng đầu nền văn minh Toại Minh cũng không quá. Cũng chính vì như vậy, nên cô ta chỉ cần nhìn qua là biết tòa tiểu tháp đó không phải là của Bi Tâm Từ. Bởi vì, cho dù là Bi Tâm Từ thì cũng không có khả năng chế tạo ra được một tòa tiểu tháp như vậy. Huống hồ, việc mà Bi Tâm không thích làm nhất đó chính là nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. Nếu không phải của Bi Tâm Từ, vậy thì ai đã làm ra nó? Còn nữa, thiếu niên kiếm tu đó đang sửa đạo trật tự. Điều này không khỏi khiến cô ta liên tưởng tới một chuyện. Cuộc chiến tranh giành đại đạo. Vũ trụ trung chủ. Cũng chính là nói, rất có khả năng thiếu niên này là người của nền văn minh cường đại nào đó cố ý đẩy ra. Hay là nói là bồi dưỡng ra, mục đích chính là trở thành chủ nhân duy nhất của vũ trụ đó. Mà nền văn minh Toại Minh có thể chỉ là một bàn đạp của đối phương. Toại cổ kim đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, mưa từ trên trời đột nhiên trút xuống như thác. Trong phút chốc, màn mưa nối liền trời đất. Cả thế giới là một khoảng hỗn độn. Toại cổ kim nhìn lên trời, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Chức trách của cô ta, chính là bảo vệ nền văn minh Toại Minh Hy. Vì nền văn minh của mình, vì hàng tỷ con dân của nền văn minh Toại Minh, cho dù đối thủ có là thần, thì toại cổ kim cô cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Dục tiên cư. Sau khi Diệp Quân mặc xong quần áo rời khỏi dục tiên cư, hắn ở trong thành đi dạo một vòng, muốn thăm dò tin tức của cô gái áo đỏ đó. Nhưng lại không có thu hoạch gì, hiển nhiên thân phận của cô gái áo đỏ đó còn thần bí hơn so với hắn tưởng tượng.
Chính vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Hắn xoay người, ở cách đó không xa, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hề có ý tốt. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm xuống. Hắn biết, nền văn minh Toại Minh bắt đầu nhắm vào mình rồi. Chính vào lúc này, người đàn ông đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển trục đột nhiên bay ra từ trong tay gã. Trong phút chốc, Diệp Quân và người đàn ông đó đều đồng thời biến mất, khi lần nữa xuất hiện trở lại, hai người đã ở trong một khoảng thời không hư vô. Diệp Quân nhìn người đàn ông, ngươi là người của nền văn minh Vĩnh Sinh, hay là của nền văn minh Cựu Thổ? Người đàn ông gắn giọng nói, ta là cha ngươi. Dứt lời, ông ta đã biến mất. Trong phút chốc, một luồng quyền mang vạn trượng như nước lũ lao thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân khế nheo mắt lại, tâm niệm vừa động, kiếm thanh huyên soạt một tiếng bay ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, luồng quyền mang vạn trượng đó đã bị xé toạc ra trong nháy mắt, thanh kiếm vẫn tiếp tục lao thẳng, trực tiếp đâm vào trán của người đàn ông. Hai mắt người đàn ông trợn tròn, ngươi, ngươi và ta cùng cảnh giới, làm sao có thể? Diệp Quân phất tay, xoẹt, đầu của người đàn ông trực tiếp bay ra ngoài, một cột máu tươi phun ran, bị giết trong nháy mắt. Tiểu Tháp nói, tiểu tử, người rõ ràng biết gã bị người ta lợi dụng, tại sao còn giết gã, để cho người đằng sau được như ý. Diệp Quân bình tĩnh đáp, không được phép sỉ nhục cha, người nào sỉ nhục nhất định phải chết. Bốp bốp, đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, một người đàn ông chậm rãi bước ra, người đàn ông mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt tươi cười, thực lực của huynh đài thật tốt. Chỉ cần một kiếm mà đã có thể giết chết được đối thủ ở cùng cảnh giới. Lợi hại, lợi hại. Diệp Quân nhìn người đàn ông cười nói, tại hạ là Mục Huyền Hư, là người của nền văn minh Cựu Thổ. Mục Huyền Hư. Dứt lời, xung quanh lập tức vang lên từng âm thanh khiếp sợ. Một trong ba cao thủ kiệt xuất của Cựu Thổ. Ba cao thủ kiệt xuất của Cựu Thổ lần lượt là Lý Nhược Xuyên của nền văn minh Vĩnh Sinh, Mục Huyền Hư của nền văn minh Cựu Thổ và Tùy U của nền văn minh Toại Minh. Ba người này chính là những người yêu nghiệt nhất trong thế hệ thanh niên ngày nay của ba nền văn minh lớn của Cựu Thổ. Diệp Quân quan sát người đàn ông trước mặt một chút, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn không cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Hắn nhìn qua thi thể ở trên mặt đất rồi sau đó lại nhìn người đàn ông, người của ngươi à? Mục Huyền Hư lắc đầu, gã là người của Cựu Thổ, nhưng không phải là người của ta. Người của ta sẽ không ngu dốt như vậy đâu, ngay cả chiêu trò gây chia rẽ đơn giản như vậy. Cũng không nhìn ra. Diệp Quân bật cười, chỉ số thông minh của người Cựu Thổ thật khiến hắn hơi bất ngờ. Mục Huyền Hư cười nói, vị huynh đài này, hay là chúng ta cùng đi uống một chén? Diệp Quân gật đầu, được. Mục Huyền Hư nói, mời. Chẳng bao lâu, hai người đã đến một quán rượu sang trọng. Sau khi ngồi xuống, Mục Huyền Hư hỏi, Diệp Huynh. Huynh đến từ vũ trụ bên dưới à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Mục Huyền Hư lại hỏi, ta nghe nói, nền văn minh Toại Minh đã từng phát động đạo chiếu với Huynh, nhưng Huynh đã dùng thực lực của mình để chống đỡ lại đúng không? Diệp Quân khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn mà thôi. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp Huynh quá khiêm tốn rồi, có thể dùng thực lực ở cảnh giới đại đế chống lại đạo chiếu. Phải nói rằng, thực sự là bất khả chiến bại, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng ban nãy nhìn thấy Diệp Huynh rút kiếm ra thì ta đã tin rồi. Diệp Quân mỉm cười, rồi nói, Mục Huynh tới đây tìm ta, hẳn là có chuyện gì phải không? Mục Huyền Hư gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Diệp Huynh, vốn là nền văn minh Cựu Thổ bọn ta chỉ vô tình can dự vào việc giữa Huynh và nền văn minh Toại Minh. Nhưng, bọn ta lại không ngờ nền văn minh Toại Minh lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy, muốn cố ý khơi dậy sự mâu thuẫn giữa nền văn minh Cựu Thổ bọn ta và Huynh. Dứt lời, khuôn mặt y trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo, tức giận nói, thật đáng chết. Thực sự quá đáng chết. Diệp Quân hỏi, vậy Hách Nhi cô nương là người của nền văn minh Toại Minh sao? Mục Huyền Hư gật đầu, đúng vậy, thân phận của người này ở nền văn minh Cựu Thổ bọn ta cũng không thấp. Hơn nữa, người theo đuổi cũng rất nhiều, không ngờ cô ta lại đi nương nhờ nền văn minh Toại Minh. Bây giờ bọn ta đã nhốt cô ta lại rồi, đợi sau khi nhận tội. Chúng ta nhất định sẽ đến nền văn minh Toại Minh để yêu cầu một lời giải thích. Diệp Quân liếc nhìn Mục Huyền Hư, khẽ cười nói, thành thật mà nói, trước đó ta cũng khá lo lắng, bây giờ xem xa, sự lo lắng của ta lại là dư thừa rồi.
Mục Huyền Hư cười hỏi, Diệp huynh lo lắng nền văn minh cựu thổ bọn ta bị nền văn minh toại minh lợi dụng, sau đó đổ máu với Diệp huynh. Diệp Quân đáp, đúng vậy, nhưng bây giờ xem ra, là ta đã đánh giá thấp các người rồi. Ha ha! Mục Huyền Hư bật cười, Diệp huynh, nền văn minh cựu thổ bọn ta có thể tồn tại nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng chúng phải gian kế của kẻ khác chứ? Thực không dám giấu, khi nền văn minh toại minh nhắm vào Diệp huynh, bọn ta đã điều tra Diệp huynh rồi. Vì vậy, khi Diệp huynh vừa đến cựu thổ, bọn ta đã bắt đầu chú ý đến huynh. Chỉ là không thể ngờ được nền văn minh toại minh lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy, sử dụng thủ đoạn độc ác, càng không ngờ Hách Nhi lại là người của bọn chúng. Diệp Quân có phần tò mò hỏi, Mục huynh, không phải ba nền văn minh của các người là mối quan hệ liên minh sao? Mục Huyền Hư cười đáp, vốn dĩ là những nền văn minh khác nhau, thì liên minh này làm sao có thể vững chắc được chứ? Chỉ là bởi vì có một vài nguyên nhân đặc biệt, do vậy, thể diện của bọn họ cũng có thể cho qua được, không phát sinh xung đột gì lớn. Nhưng sau lưng, giống như lần này, nếu như Hách Nhi kia không chịu nhận tội, vậy bọn ta cũng không thể làm gì được nền văn minh toại minh. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cũng may, nền văn minh cựu thổ này đủ thông minh, nếu không tiểu tử ngươi thực sự lại phải trải qua ngày tháng bị bầm dập rồi. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Mục Huyền Hư bỗng nhiên thấp giọng xuống, Diệp huynh, huynh có biết toại cổ kim không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Sắc mặt Mục Huyền Hư nghiêm trọng nói, người phụ nữ này chính là quan cố vấn đứng đầu của nền văn minh toại minh. Lần này chắc hẳn là do mưu kế của cô ta, mà cô ta nhất định sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Do đó, huynh phải tuyệt đối cẩn thận. Toại cổ kim ồ. Diệp Quân gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này. Mục Huyền Hư bỗng nhiên nói, Diệp huynh, nền văn minh toại minh sao lại muốn nhắm vào huynh vậy? Phải biết rằng, thần vật giống như đạo chiếu, chỉ dùng trong cuộc đại chiến giữa các nền văn minh. Trước nay chưa từng được sử dụng để nhắm vào con người. Diệp Quân lắc đầu cười, nói ra thì rất dài. Thấy Diệp Quân không nói, Mục Huyền Hư cũng không hỏi lại. Nghe Mục Huyền Hư nói vậy, Diệp Quân lập tức nắm lấy cánh tay Mục Huyền Hư, nghiêm túc nói, Mục huynh nói cái gì mà phụ nữ với không phụ nữ, Diệp Quân ta, không phải loại người như vậy. Mục Huyền Hư cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức nói xin lỗi, mà lúc này, Diệp Quân nói, bây giờ ta đồng ý gia nhập cựu thổ, sao huynh lại lạnh lùng như vậy? Mục Huyền Hư ngớ người, sau đó cười lớn, Diệp huynh, hóa ra là người trong nghề. Diệp Quân cười to, một lát sau, hắn nghiêm mặt nói, Mục huynh, ta có thể gia nhập nền văn minh cựu thổ thật ư. Nụ cười của Mục Huyền Hư dần dần tắt, tất nhiên là có thể, nền văn minh cựu thổ rất cần người tài, giống như Diệp huynh vậy, nếu huynh đồng ý gia nhập nền văn minh cựu thổ của ta, tất nhiên sẽ được trọng dụng và đào tạo. Diệp Quân cũng không nói gì nữa. Cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp, hai mắt sáng lên, đây là trà gì vậy? Mục Huyền Hư nhìn ly trà cười nói, đây là trà linh đạo của cựu thổ, được luyện chế từ lá của cây linh hư, trong này còn chứa đế tiên nguyên và hỏa linh khí cùng với mấy loại linh khí khác, uống nó giúp tu vi của huynh tăng lên. Đương nhiên, với cảnh giới của chúng ta mà nói, thứ đồ chơi này cũng chỉ dùng để tăng chút tu vi mà thôi. Diệp Quân lắc đầu cười nói, nếu thứ này xuất hiện ở thế giới của ta chỉ sợ sẽ diễn ra tranh đoạt. Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm, Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh suy nghĩ thế nào rồi? Diệp Quân suy nghĩ một lúc lâu rồi cười nói, được. Mục Huyền Hư cười ha ha, hoan nghênh, ta đại diện cho cựu thổ hoan nghênh Diệp huynh gia nhập. Diệp Quân nhìn Mục Huyền Hư cười nói, sau này phải nhờ Mục huynh quan tâm nhiều hơn. Vẻ mặt Mục Huyền Hư tươi cười, sau này đã là người nhà thì phải quan tâm lẫn nhau chứ. Diệp Quân gật đầu, hắn cầm bình trà tự rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, Mục huynh, ta muốn hỏi thăm về một người. Mục Huyền Hư nói, ai? Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt bàn, trên bàn xuất hiện bức chân dung của người phụ nữ áo đỏ. Mục Huyền Hư nhìn người phụ nữ áo đỏ, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, chưa bao giờ thấy. Diệp Quân nói, địa vị của người này ở cựu thổ không tâm thường. Mục Huyền Hư vẫn lắc đầu, của thật chưa từng thấy. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Người phụ nữ này hoặc là không phải người của cựu thổ, hoặc là có thân phận cực cao ở cựu thổ, cao đến mức người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Mà hiển nhiên là vế phía sau. Tính chiêu.
Bây giờ người hắn lo lắng nhất chính là Tĩnh Chiêu đi theo người phụ nữ đó, về mặt an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng người phụ nữ đó nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Diệp Quân khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa, việc bây giờ hắn cần phải làm là nhanh chóng làm thực lực của mình tăng lên, nếu không, cho dù tìm được người phụ nữ đó, cũng không làm gì được. Tất nhiên, đây là do hắn nghĩ vậy. Với hắn cũng có lợi, bởi vì dạo gần đây hắn cảm giác được sức mạnh tín ngưỡng đang không ngừng tăng lên. Thật ra bây giờ hắn đã có thể không cần tu luyện, bởi vì nghìn tỷ sinh linh sẽ giúp hắn tu luyện, bọn họ càng mạnh, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng mạnh theo. Dĩ nhiên, hắn cũng rất cảnh giác, bởi vì cảm giác này rất khiến người khác lệ thuộc vào nó, mà một khi đã lệ thuộc vào sức mạnh này, trực giác nói cho hắn biết, hắn sẽ lầm đường lạc lối, vì vậy, lần này mà nói, hắn phải vô cùng cẩn thận. Diệp Quân đột nhiên nhìn Mục Huyền Hư, Mục Huynh, ở cựu thổ có chỗ nào tu luyện không? Mục Huyền Hư không cần suy nghĩ lập tức nói, Tháp Phú Thánh. Diệp Quân hiếu kỳ, đó là ở đâu? Mục Huyền Hư nói, đó là nơi ba nền văn minh liên thủ cùng nhau chế tạo ra một chỗ để tu luyện gồm có 9 tầng, sức mạnh mỗi tầng đều không đồng nhất, càng đi lên, người ở bên trong lại càng mạnh, người chiến thắng sẽ trở thành người bảo vệ, chỉ cần có thể giữ vững thành tích trong một tháng thì có thể đạt được tiên nguyên tinh, không chỉ có thể tu luyện, còn có thể kiếm tiền, là nơi tất cả tu sĩ đều yêu thích. Diệp Quân nhất thời cảm thấy hứng thú, ta đi đến đó được không? Mục Huyền gật đầu, được Diệp Quân cười nói, ta muốn đi xem thử. Mục Huyền nhìn Diệp Quân, sau đó gật đầu, Diệp Huynh thiếu tiền ư. Diệp Quân gật đầu vô cùng thiếu. Mục Huyền hư đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhãn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân, bên trong này có một đế nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quân sửng sốt. Mục Huyền cười nói, Huynh lấy mà dùng đi, sau này Huynh giàu, thì trả lại cho ta. Diệp Quân vội nói, Mục Huynh. Huynh làm vậy khiến ta xấu hổ lắm. Mục Huyền Hư nói, không có gì phải xấu hổ cả, bây giờ Huynh đã gia nhập cựu thổ của chúng ta, vậy chính là người của chúng ta rồi, Tháp Thánh Vũ và Thành Nam, Huynh có thể đến đó bất cứ lúc nào, ta phải quay về một chuyến, đợi ta xử lý xong công việc, ta sẽ đi tìm Huynh. Diệp Quân gật đầu, được. Mục Huyền Hư cười, sau đó đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trên bàn, lúc này tháp ra. Đột nhiên nói, người này tốt nhỉ. Diệp Quân cười nói, đúng là như vậy. Vừa nói, hắn vừa thu hồi nhẫn không gian, rồi rời khỏi quán rượu, sau đó chạy thẳng đến tháp Thánh Vũ. Hắn đột nhiên nói, tháp ra, còn quả cầu ghi hình đám mây không? Tiểu tháp nói, có, sao vậy, người muốn ghi hình ư? Diệp Quân cười, không nói gì, hắn biến mất ở nơi xa. Chốc lát sau, hắn đã đi đến tháp Thánh Vũ. Tháp Thánh Vũ cao 9 tầng được xây dựng cực kỳ hùng vĩ, bởi ba nền văn minh, vì vậy, người của ba nền văn minh này có thể tự do ra vào đây để tu luyện, nhưng mà, người ngoài thì không được. Bây giờ hắn chưa có chứng nhận thân phận của nền văn minh cựu thổ, vẫn còn là người ngoài, vì vậy nếu muốn đi vào đó tu luyện, thì phải đưa tiền. 10.000 đế tỉnh cực phẩm chỉ để tu luyện trong một tháng. Một tháng, cả người Diệp Quân tê dần, đúng là quá đắt. Hắn giết mấy người, được một ít cực phẩm đế tỉnh, còn tưởng rằng mình đã là người giàu có của cựu thổ, không ngờ, mình nghèo như vậy. Mặc dù đắt, nhưng hắn vẫn nộp 10.000 đế tinh cực phẩm. Bởi vì nếu hắn có thể kiên trì ở tầng thứ 3 trong vòng một tháng, như vậy hắn có thể kiếm được 50.000 đế tinh cực phẩm, mà nếu ở tầng thứ 9 một tháng, thì hắn có thể kiếm được 200.000 đế tinh cực phẩm, cùng với 10.000 tiên nguyên tinh. Diệp Quân cười. Cái này giúp hắn tìm ra đường tắt để kiếm tiền nhanh hơn. Sau khi nộp tiền, hắn chạy thẳng vào tầng thứ nhất, mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, đây là một thế giới hư vô, vô biên vô tận, không gian cực kỳ vững chắc. Không cần chờ lâu, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cảnh giới đại đế, người đàn ông nhìn Diệp Quân, người ngoại giới. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông cười sau đó nói, người ngoại giới cũng dám đến đây khiêu chiến sao? Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trên tay người đàn ông, im lặng, lúc bước vào, hắn đã quên đọc nội quy. Cũng không biết nơi này có cho phép cướp đồ hay không. Thử nhìn một chú ti. Diệp Quân nhìn người đàn ông, bắt đầu được chưa? Người đàn ông cười nói, lúc nào cũng có thể. Diệp Quân gật đầu nói, bao giờ chúng ta dừng lại? Ha ha! Người đàn ông đột nhiên cười lớn, ngươi yên tâm, ta không giết người, đến đi.
Còn chưa dứt lời, một kiếm đã cắm vào giữa chân mày gã. Giọng nói người đàn ông còn chưa dứt, thất bại. Vẻ mặt người đàn ông đầy ngơ ngác. Chân mày Diệp Quân khẽ nhíu, bất mãn nói, nhìn ngươi giả bộ, làm ta sợ đến mức phải dùng hai phần sức mạnh. Người đàn ông. Diệp Quân đột nhiên rút ra nhãn không gian của người đàn ông, sau đó tỉnh bơ vứt vào trong tiểu tháp. Người đàn ông. Diệp Quân nhìn người đàn ông vẫn đang ngơ ngác, hơi bất mãn, bên trong nhẫn không gian chỉ có 30.000 đế tinh cực phẩm, người thật là nghèo. Vẻ mặt người đàn ông bỗng nhiên tối sầm xuống, mẹ kiếp, người đúng là quá đáng. Nếu không phải kiếm của hắn để ở giữa chân mày, gã thật muốn mắng chửi người. Diệp Quân không dây dưa cùng gã nữa, đi tiếp lên tầng tiếp theo. Vãi! Sau khi Diệp Quân rời khỏi tầng thứ nhất, người đàn ông tức giận mắng chửi, giận đến mức đau cả hai hòn trứng. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, gã mới cảm thấy khiếp sợ. Chỗ này có thể động sát chiêu, nói cách khác đối phương đã nhẹ tay. Ôi, người đàn ông khẽ thở dài, coi như của đi thay người vậy. Tầng thứ hai, Diệp Quân đợi một lúc, có một người đàn ông xuất hiện cách hắn không xa, một khắc sau, thân thể hắn trở nên hư ảo, trong phút chốc, trong thiên địa xuất hiện vô số tàn ảnh, khu vực chỗ Diệp Quân đúng bị chém thành vô số mảnh vụn. Lúc này, Diệp Quân rút kiếm ra. Sắc mặt người đàn ông trắng bệch. Diệp Quân thẳng tay lấy nhẫn không gian của người đàn ông, sau đó đi về phía xa, tháp ra, có phải chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của mình rồi hay không? Tiểu tháp nói, chắc là vậy. Diệp Quân nói, có muốn đi dạo không? Tiểu tháp trầm giọng nói, người đừng tìm đường chết. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng, hay là chúng ta làm việc đàng hoàng đi. Phải kiếm tiền trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới tầng thứ ba. Mới vừa lên đến tầng thứ ba, một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt hắn, người đàn ông nhìn hắn, kiếm tu. Diệp Quân gật đầu, ừ. Ánh mắt đã rơi vào nhãn không gian trên tay người đàn ông mặc đồ trắng. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông mặc đồ trắng cười nói, muốn nhãn không gian của ta sao? Diệp Quân nhìn người đàn ông mặc đồ trắng, người đàn ông mặc đồ trắng mỉm cười nói, đến lấy đi. Xì. Dứt lời, thanh kiếm đã chém tan không gian, để ở giữa chân mày gã. Vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng. Diệp Quân chậm rãi lấy nhãn không gian của người đàn ông mặc đồ trắng xuống, hắn đi về một phía, khẽ nói, sao trình độ của đại đế ở cựu thổ lại kém cỏi như vậy? Ta còn chưa dùng đến hai phần sức mạnh nữa. Người đàn ông mặc đồ trắng. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quân đã đến tầng thứ 8. Càn quét toàn bộ. Kiếm của hắn là đại đế, bản thân hắn cũng là đại đế, hơn nữa bọn họ đã hợp đạo, có thể nói, sức chiến đấu thực sự của hắn cho dù là ở cựu thổ, cũng đã đạt đến cảnh giới cao cấp, cộng thêm hắn còn có kiếm thanh huyên, khắp nơi không có ai là đối thủ của hắn. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đối thủ của hắn không tuân theo võ đức, đánh hội đồng. Bên trong tầng 8, không cần chờ bao lâu, cách đó không xa có một trận pháp chuyển động, một người đàn ông mặc cơ giáp chậm rãi xuất hiện. Cường giả của nền văn minh vĩnh sinh. Người đàn ông nhìn Diệp Quân không có bất kỳ lời nói nhảm nào, đột nhiên đánh đến một quyền, trong phút chốc, một quả đấm bằng cơ giáp to như quả núi đánh thẳng vào mặt Diệp Quân. Diệp Quân rút kiếm chém ra. Xì. Quả đấm cơ giáp nứt ra, nhưng mà Diệp Quân liên tiếp lùi về gần trăm trượng. Diệp Quân nhìn cơ giáp, hơi kinh ngạc. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Rất nhanh. Ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ tham lam. Một người muốn cơ giáp của đối phương. Một người muốn kiếm của đối phương. Người đàn ông cơ giáp đột nhiên bay lên trời, hai tay giang ra, trong phút chốc, cơ giáp trên người gã đột nhiên biến thành một trận giáp, sau đó hóa thành những đường ống đen như mực xuất hiện xung quanh hắn, đường kính hàng chục thước. Nổ súng. Âm thanh vừa vang lên, hơn 10.000 tia laser lập tức bay nhanh về phía Diệp Quân. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn cầm kiếm quơ nhanh, từng tia kiếm khí bay về phía những tia laser kia, chỉ trong nháy mắt, thời không hư vô này vang vọng những tiếng nổ đỉnh tai nhức óc, vô số mảnh vụn của kiếm khí và tia laser bắn tung tóe khắp nơi, vô cùng đáng sợ. Ong! Một tiếng kiếm reo bỗng dưng vang vọng khắp đất trời, ngay sau đó, một tia kiếm quang đánh vỡ mọi thứ, thế như trẻ tre lao đến trước mặt người đàn ông cơ giáp kia, con ngươi người đàn ông co lại, gã ta khoanh tay. Gào thét thiên ngự. Chỉ trong nháy mắt,
những cơ giáp xung quanh gã ta thoáng chốc tập hợp lại thành một lá chắn lớn ngăn chặn trước mặt, mà lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới, kiếm thanh huyền của Diệp Quân thoáng chốc xuyên thủng lá chắn, nhưng trong lá chắn lại bộc phát sóng xung kích đáng sợ, lập tức đánh bay Diệp Quân. Sau khi lùi lại gần nghìn trượng, Diệp Quân dừng bước, hắn ngạc nhiên nhìn cánh tay hơi tê dại của mình, vì không ngờ thứ đó lại có phản lực. Không phải hắn bị sức mạnh của đối phương làm bị thương, mà là bị thương bởi sức mạnh của chính mình. Diệp Quân nhìn lá chắn cơ giáp của người đàn ông trước mặt, thầm thấy khiếp sợ, tên này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Mà lúc này, người đàn ông cơ giáp kia cũng rất ngạc nhiên, vì kiếm của Diệp Quân đã khiến cơ giáp của gã ta nứt ra. Gã ta sợ hãi nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, mẹ kiếp, tên này lợi hại thật. Cổ tay Diệp Quân nhẹ nhàng di chuyển, tiếng kiếm reo vang vọng, ngay sau đó, một tia kiếm quang đã chém tới trước mặt người đàn ông cơ giáp, người đàn ông nheo mắt, hai tay chắp lại, hợp giáp. Vừa dứt lời, lá chắn cơ giáp trước mặt gã ta bỗng biến thành một bộ áo giáp bao trùm lên người, cùng lúc đó, hai cách tay gã ta bộc phát ra những tia hồng mang đáng sợ, gã ta giơ cao hai cánh tay, sau đó đập mạnh xuống, sau động tác đó, hai sức mạnh đáng sợ cuốn tới như mấy triệu ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Một âm thanh lớn chấn động đất trời vang vọng trong thời không hư vô này, khiến toàn bộ thời không lần lượt vỡ tan. Nhưng chiêu kiếm đó của Diệp Quân vẫn đâm thủng sức mạnh kia, sau đó chém lên hai cánh tay của người đàn ông, tạo thành một tiếng rắc. Hai cánh tay của người đàn ông kia lập tức nứt ra, sắc mặt người đàn ông thay đổi, gã ta vội vàng lùi nhanh về phía sau, lùi tận mấy nghìn trượng. Diệp Quân còn muốn tiếp tục xuất kiếm nhưng người đàn ông kia đã vội vàng nói, dừng lại, không đánh nữa, ta chịu thua. Diệp Quân dừng lại. Người đàn ông nhìn hai cánh tay đã bị nứt ra của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ giáp này là đế giáp cực phẩm, đánh đổi bằng cả đời của gia tộc bọn họ, nếu bị phá vỡ ở đây thì gã ta sẽ thật sự trở thành tội đồ của gia tộc rồi. Diệp Quân tò mò, đế giáp cực phẩm á? Người đàn ông gật đầu, đây là do nền văn minh vĩnh sinh của chúng ta chế tạo ra. Huynh chưa từng nghe nói tới nó à? Diệp Quân đáp, đúng vậy. Người đàn ông nhìn hắn, sau đó nói, nền văn minh vĩnh sinh của chúng ta là nền văn minh khoa học kỹ thuật, khác với nền văn minh võ đạo của các huynh. Diệp Quân tò mò, loại giáp này còn phân chia cấp bậc nữa à? Người đàn ông gật đầu, ừ, cái của ta là cấp bậc đế, trên nó còn có cấp tiên, cấp tinh vực, cấp vũ trụ, mỗi cấp lớn lại chia thành ba cảnh giới nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm. Diệp Quân hỏi, thứ này trị giá bao nhiêu tiền? Người đàn ông đáp, một món cơ giáp cấp đế cực phẩm ít nhất cũng có giá hơn 13 triệu đế tinh cực phẩm. Hơn 13 triệu viên. Diệp Quân thầm kinh ngạc, mẹ kiếp, đắt thế. Hắn lại quan sát người đàn ông cơ giáp một lúc, không biết đang nghĩ gì. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông nhất thời đề phòng, ta đầu hàng rồi mà. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, nếu là một món cấp tiên cực phẩm thì sao? Người đàn ông trầm giọng nói, một món cấp tiên cực phẩm giá thấp nhất cũng là 50 triệu viên đế tỉnh cực phẩm, nếu kết hợp với vĩnh động tinh thì chính là bảo vật vô giá. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, vĩnh động tinh là cái gì? Rõ ràng người đàn ông sợ bị hắn cướp, vì thế hỏi gì đáp nấy, đó là một loại tinh thạch đặc biệt, bên trong chứa đựng năng lượng đặc biệt, hơn nữa còn có thể không ngừng tái sinh. Một bộ cơ giáp cấp tiên cực phẩm kết hợp với vĩnh động tinh thì giá trị thậm chí còn không thua kém gì một món cơ giáp cấp tinh vực. Diệp Quân lại hỏi, nói cách khác, loại cơ giáp này của các huynh cần phải tiêu hao tinh thạch. Người đàn ông gật nhẹ đầu, mỗi tháng đều phải bổ sung năng lượng, hơn nữa cách 10 năm là phải bảo dưỡng một lần, rất tốn kém. Diệp Quân gật đầu, cũng đúng, nếu thứ này không có khuyết điểm thì e rằng nền văn minh vĩnh sinh kia đã vô địch luôn rồi. Người đàn ông chợt nói, thanh kiếm đó của huynh là gì? Sao lại có thể đâm thủng cơ giáp của ta? Diệp Quân cười đáp, kiếm thanh huyền do ta chế tạo ra. À không, do cô của ta chế tạo ra. Người đàn ông nói với nét mặt nặng nề, thanh kiếm này của huynh thật sự rất lợi hại. Diệp Quân hỏi, huynh đệ xưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, Tu Lăng. Diệp Quân cười nói, Tu Lăng huynh, ta thấy khá tò mò. Tất cả mọi người trong nền văn minh vĩnh sinh của huynh đều sử dụng cơ giáp hay vẫn có người luyện võ, sau đó kết hợp với cơ giáp? Tu Lăng nói, đương nhiên không phải tất cả mọi người đều sử dụng cơ giáp, có một vài người sử dụng cơ hạp, cũng có những người như huynh nói, vừa tu luyện theo nền văn minh võ đạo vừa sử dụng cơ giáp, nhưng những người như thế khá hiếm gặp,
có điều một khi tu luyện được thì sẽ rất đáng sợ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tu Lăng nhìn mấy vết kiếm trên cơ giáp của mình, lại nghĩ tới tiền sửa chữa, cảm thấy hơi đau lòng, gã ta lắc đầu, sau đó nói, huynh đi đánh nhau với tên điên kia đi. Sau khi rời khỏi tháp Phũ Thánh, hắn đi vào trong tiểu tháp. Lúc này, trong tiểu tháp đã trôi qua 200 năm, vì hắn đã từ thập hoang đến cựu thổ 20 ngày. Trong 200 năm này, nhóm kiếm tu kia đã có 69 người trở thành cảnh giới đại đế, mà tổng cộng cả thập hoang và cấm địa cổ hoang với nhau, ngoài 69 kiếm tu kia, còn có 132 người trở thành đại đế. 201 vị đại đế đều do hắn đào tạo ra. Ngoài ra, hắn còn có 100 thần vệ đồng vàng và 300 thần tướng đồng đen, 100 thần vệ đồng vàng kia không phải cấp bậc đại đế, mà đúng hơn là cấp bậc chuẩn tiên đế, hơn nữa còn không phải chuẩn tiên đế bình thường. Hôm nay, Diệp Quân ra một quyết định là thả tất cả đại đế ra ngoài. Bây giờ bọn họ ở trong tiểu tháp thật sự tiêu hao quá nhiều linh khí, chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa bây giờ linh khí của cựu thổ ngày càng nồng đậm, hơn hẳn trong tiểu tháp. Vì thế để những đại đế này ra ngoài phát triển sẽ tốt hơn. 200 đại đế cung kính đứng trong đại điện. Lúc này, Diệp Quân tiến vào, thấy hắn, đạo trí dẫn đầu lập tức hành lễ, bái kiến quân đế. Những người còn lại cũng lần lượt hành lễ. Dù bọn họ đã là đại đế, nhưng vẫn vô cùng cung kính với Diệp Quân. Hình ảnh Diệp Quân tiêu diệt cao thủ cao cấp của nền văn minh Toại Minh trong nháy mắt trước đây vẫn khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Diệp Quân nhìn mọi người. Sau đó cười nói, bây giờ mọi người đã là đại đế, không cần hành lễ với ta nữa. Đạo trí vội nói, sao quân đế lại nói thế? Chúng ta có thể trở thành đại đế đều là nhờ quân đế, nếu không có tài nguyên của quân đế và tiểu tháp này giúp đỡ thì cả đời chúng ta cũng không trở thành đại đế được. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Diệp Quân cười nói, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn bảo mọi người rời khỏi tiểu tháp. Mọi người đều kinh hãi. Đạo trí run rẩy nói, quân đế, có phải chúng ta làm gì sai không? Diệp Quân lắc đầu, mọi người hiểu lầm rồi, ý của ta là bây giờ mọi người ở trong tiểu tháp cũng không thể nâng cao thực lực, mà hiện tại bên ngoài đã là cựu thổ. Sau khi ra ngoài, mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa linh khí bên ngoài còn tốt hơn trong tiểu tháp gấp trăm lần. Nghe thấy thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân lại nói, sau khi đi ra ngoài, mọi người có thể tìm kiếm cơ duyên của mình ở bên ngoài, rèn luyện bản thân, nếu sau này còn muốn quay lại thì ta vô cùng biết ơn, con người luôn hướng đến chỗ cao, ta có thể hiểu. Đạo trí trầm giọng nói, quân đế, ta không biết người khác thế nào, nhưng đạo trí ta sống là người của vũ trụ quan huyền, chết là ma của vũ trụ quan huyền. Những người còn lại cũng đua nhau tỏ thái độ. Diệp Quân cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Trong mỗi chiếc nhãn không gian đều có một ít đế tinh cực phẩm, dù không nhiều nhưng cũng là một chút tấm lòng của ta, hy vọng mọi người đừng chê ít. Thấy nhẫn không gian trước mặt, trong lòng mọi người đều hơi cảm động, có thể nói quân đế thật sự rất có lòng với bọn họ. Không chỉ cho bọn họ đế nguyên còn cho bọn họ tu luyện trong tiểu tháp, bây giờ còn để bọn họ ra ngoài tự do phát triển. Tốt đến mức khiến bọn họ cảm thấy không thực tế. Thật ra bọn họ cũng muốn rời khỏi tiểu tháp. Vì với bọn họ bây giờ, tài nguyên trong tiểu tháp đã hoàn toàn không đủ dùng. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, cơ hội cũng nhiều hơn, nhưng bọn họ đều ngại không dám nói ra. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Quân lại chủ động nhắc tới. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, lần này mọi người đi cũng như rồng vào biển khơi, tiền đồ vô lượng, nếu sau này gặp phải. Đệ tử của Thư viện Quan Huyên ta mong các vị có thể giúp đỡ, a xin cảm ơn trước. Nói xong, hắn cúi người hành lễ. Thấy thế, mọi người cũng vội vàng chào lại. Một lát sau, trong đại điện chỉ còn lại một mình Diệp Quân. Diệp Quân đi đến cửa đại điện, hắn nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Tiểu tháp hỏi, bọn họ có còn quay lại nữa không? Diệp Quân đáp, ta không biết. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi thả bọn họ ra ngoài như thế? Diệp Quân nói, ta đã không thể khiến bọn họ trở nên tốt hơn nữa. Diệp Quân ra khỏi đại điện, khi ra ngoài đã trải qua 200 năm phát triển, lúc này Thư viện Quan Huyên đã có địa vị vô cùng ổn định ở Thập Hoang, cũng là thế lực siêu cấp mạnh mẽ nhất hiện nay. Cùng lúc đó, Quan Huyên Pháp cũng đã được phổ cập đến toàn bộ Thập Hoang và cấm địa cổ hoang.
Bây giờ gần như 90% sinh linh của thập hoang, cấm địa cổ hoang và bỉ ngạn giới đều đang tu luyện quan huyên pháp, đạo thống trật tự của hắn đang không ngừng tăng lên. Đứng trước cổng, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này hắn có thể cảm nhận được nghìn tỷ sinh linh. Phàm là người tu luyện quan huyên pháp, chỉ cần hắn muốn thì đều có thể cảm nhận rõ ràng được đối phương, không chỉ thế, bởi vì nguyên nhân do ác trật tự, nên người tu luyện quan huyên pháp là thiện hay ác, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng được. Có thể biết thiện ác, có thể phân định trung thành gian trá. Thật ra sức mạnh trật tự của hắn mỗi ngày đều không ngừng tăng lên, nếu để hắn lại một lần nữa ngăn chặn đạo chiếu kia, thì hắn có lòng tin có thể ung dung chống đỡ. Càng như thế, hắn lại càng cẩn thận với sức mạnh tín ngưỡng, loại sức mạnh này đến quá dễ dàng, hắn không dám lạm dụng, bởi vì sợ sẽ bị nghiệt. Nhất là hiện tại, hắn vẫn có thể dễ dàng nắm giữ được sinh tử của chúng sinh. Quyền lợi thật sự sẽ ăn mòn con người, sức mạnh cũng sẽ ăn mòn con người, mà bây giờ, hắn lại đang có cả Hêu viện trưởng. Lúc này, bỗng một giọng nói vang lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn thì thấy người đến là Mục Khoản. 200 năm qua đi, cóc người của cô ta vẫn đẫy đà như cũ, có thể dùng một từ để hình dung, tuyệt sắc. Diệp Quân nói, vất vả rồi. Mục Khoản nhoẻn miệng cười, chút vất vả ấy có là gì, nói đến thì ta còn phải cảm tạ viện trưởng đã cho ta một cơ hội để phát triển tài năng của mình. Diệp Quân mỉm cười nói, vậy sau này vẫn phải nhờ cô vất vả rồi. Ánh mắt Mục Khoản sáng lên, viện trưởng đang nhắm đến toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân gật đầu. Sẽ rất khó đấy, Mục Khoản nhíu mày lại. Diệp Quân đáp, trong nhà có người mà. Cô ta không nghĩ nữa, sau đó nghiêm mặt nói, viện trưởng, ta cảm thấy để thập hoang, cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn vào trong tiểu tháp không phải là một kế hoạch lâu dài. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng bây giờ ta vẫn chưa giải quyết được ân oán của mình với nền văn minh Toại Minh, nên không thể thả các thế giới này ra được. Mục Khoản gật gật đầu, viện trưởng có dự định là tốt rồi. Đúng lúc này, phía xa vang lên một giọng nói hơi quen thuộc, quân coi thần như tay chân, thần coi quân như tim gan, quân coi thần như khuyển mã, thần coi quân như người dưng, quân coi thần như đất dưỡng, thần coi quân như kẻ địch. Diệp Quân nghe tiếng nhìn sang, thì thấy ngay chính giữa trên quảng trường phía xa, có 1.000 học sinh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nghe giảng. Mà trước mặt 1.000 người này là một người đàn ông mặc nho bào, trong tay cầm quyển sách cổ, đang chậm rãi bước qua lại. Chính là Cố Trần. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Mục Khoản mỉm cười nói, gã tiến bộ cực kỳ nhanh, chưa đến 150 năm đã đạt đến cảnh giới chân thánh, hiện tại không chỉ là thành viên của đoàn trưởng lão chúng ta, mà còn là giảng viên đứng đầu của văn viện, phụ trách tất cả khóa văn của học viên. Diệp Quân bỗng nở nụ cười. Mục Khoản nói, đến gặp không? Diệp Quân chỉ lắc đầu, sau này có cơ hội khác đi, chuyện của thư viện còn cần cô tốn nhiều công sức lắm. Mục Khoản gật đầu, được. Thấy Diệp Quân sắp rời đi, cô ta muốn nói rồi lại thôi. Mà lúc này, Diệp Quân đã biến mất chẳng thấy đâu. Mục Khoản trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng thở dài. Phía xa xa, Cố Trần khép sách trong tay lại, một người đàn ông đột nhiên đến bên cạnh Cố Trần. Cố Trần cười nói, Vân Trấn, người gấp gáp gì đấy? Người đàn ông tên Vân Trấn hưng phấn nói, ta vừa mới thấy viện trưởng. Viện trưởng. Cố Trần sửng sốt, mà phía không xa, các học sinh đều đua nhau đứng lên. Viện trưởng đâu? Người đâu? Vân Trấn, ngươi không đùa chúng ta đấy chứ? Thấy mọi người mồm năm miệng mười, Vân Trống cười mỉa, nói, vừa nãy ta thấy hắn đang đứng nói chuyện với trưởng lão Mục Khoản, không dám qua quấy rồi, bây giờ hình như đã đi rồi. Mọi người! Cố Trần nhìn về phía đại điện, khế mỉm cười, giải tán đi. Thấy Cố Trần lên tiếng. Mọi người nhanh chóng quay lại thi lễ với gã, sau đó ngay ngắn xếp hàng rồi tản đi. Sau khi mọi người rời đi, Vân Trấn khẽ thở dài, viện trưởng hiếm lắm mới đến một lần, nhưng lại rời đi tiếp rồi. Cố Trần mỉm cười nói, hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Quân tìm một thư các rồi vào đó đọc sách, hắn phải cố gắng tìm hiểu về ba nền văn minh của cựu thổ này, nhất là nền văn minh Toại Minh. Qua mấy ngày, hắn đã đọc hết tất cả sách trong thư các này, nên cũng đã có một cái nhìn khá rõ ràng về toàn bộ cựu thổ cũng như khởi nguyên của ba nền văn minh lớn. Ngoại trừ cựu thổ, bên ngoài cũng có một vài nền văn minh khác, trong đó nổi tiếng nhất là bốn tiên vực lớn,
Tân Vô Đạo lúc trước hắn gặp được là từ tiên vực Thiên Phủ cũng là một trong bốn tiên vực lớn, tuy thực lực không bằng ba nền văn minh của cựu thổ, nhưng cũng không hề tầm thường. Chí ít trong tình huống không mạnh bằng cựu thổ nhưng họ vẫn có một chỗ đứng nhất định thì rõ ràng không hề đơn giản. Nà hắn cũng có chút hiểu tại sao ba nền văn minh lớn của cựu thổ lại liên thủ với nhau rồi. Có hai mục đích, thứ nhất thực lực của cả ba nền văn minh đều không thua kém gì nhau, nếu tiếp tục chiến đấu thì cả ba đều sẽ bị thương, làm lợi cho những văn minh vũ trụ khác. Thứ hai là mục đích thật sự của cả ba đều là nền văn minh tổ trong truyền thuyết. Văn minh tổ trong truyền thuyết này có một chiếc vương tọa cộng chủ, ai có thể có được chiếc ghế đó thì người đó chính là chủ của vũ trụ. Chủ của vũ trụ. Mục tiêu của cả ba nền văn minh hắn là cái này, trước khi tìm được văn minh tổ kia, bọn họ sẽ không khai chiến với nhau. Nghe nói vị cựu thần vô địch thế gian của cựu thổ cùng với thủy tổ vĩnh sinh chủ của nền văn minh vĩnh sinh năm đó đột ngột biến mất, đều có liên quan đến văn minh tổ trong truyền thuyết này. Tất nhiên những điều này đều là truyền thuyết và suy đoán nhân gian, còn tình hình cụ thể thế nào thì chỉ có cấp cao của ba nền văn minh kia hiểu rõ. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, hắn khép sách cổ lại rồi rời khỏi thư các. Mặt mày hắn có hơi nghiêm lại. Hắn cố tình muốn hiểu hơn về toại cổ kim kia, người phụ nữ đó không hề đơn giản, nổi tiếng với các mưu tính đa đoan, năm đó đã từng khiến nền văn minh cựu thổ và vĩnh sinh ăn nhiều thiệt thòi. Cả hai nền văn minh này đều từng phát động ám sát quy mô lớn với cô ta nhưng không ai thành công. Không chỉ thế, cô ta còn từng giúp nền văn minh Toại Minh thu phục được một tiên vực. Đúng vậy, trước đây từng có năm đại tiên vực, sau đó không biết vì sao một tiên vực trong đó đã đầu hàng nền văn minh Toại Minh, giúp văn minh bọn họ gia tăng thực lực đáng kể, tất cả đều có liên quan đến người phụ nữ này. Đáng sợ nhất là quan chấp hành đứng đầu bi tâm tử của nền văn minh Toại Minh đại khai sát giới ở cựu thổ. Cùng là do cô ta một thân một mình đến đàm phán với Bi Tâm Tử, cuối cùng không biết đã nói gì mà Bi Tâm Tử lại chấp nhận rời khỏi cựu thổ. Đây là một kẻ rất đáng sợ. Mà bây giờ đối phương đang nhằm vào hắn. Diệp Quân thật là có thấy hơi đau chứng. Hắn nghĩ mãi không thông, người có đẳng cấp cao như cô A, theo lý mà nói thì không thèm để ý đến một người không. Xứng tầm như hắn mới phải. Chẳng lẽ lại là do tên chó chủ nhân bút đại đạo kia làm gì đó? Sau này vô địch rồi hắn sẽ giết tên chó này trước. Hay! Diệp Quân thở dài trong lòng, bây giờ hắn thật sự như đang bước trên băng mỏng, những kẻ địch này kẻ sau đều mạnh hơn kẻ trước. Mà bên cạnh mình chỉ có Tiểu Hồn và Tháp Gia. Diệp huynh, chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Quân thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn lại thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang bước vội tới, người đó chính là Mục Huyền Hư. Diệp Quân cười nói, Mục huynh. Mục Huyền Hư nói, ta nghe nói huynh đã đánh tới tầng 8 của Tháp Vũ Thánh rồi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Mục Huyền Hư mới giơ ngón cái lên, Diệp huynh ghê gớm. Diệp Quân cười nói, tạm thôi. Mục Huyền Hư đột nhiên nghiêm túc nói, Diệp huynh, huynh đang rất thiếu tiền đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ, sao huynh biết? Mục Huyền Hư nói, nghe nói mỗi một người giữ cửa ở các tầng đều bị huynh trấn lột nhẫn không gian hết, bây giờ huynh nổi tiếng lắm. Diệp Quân. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh, ta đã hẹn với một tên của nền văn minh vĩnh sinh cùng đi đến bí cảnh tiên phủ thăm dò, huynh có hứng thú đi cùng không? Diệp Quân có chút ngạc nhiên, bí cảnh tiên phủ. Mục Huyền Hư gật đầu, đúng, nghe nói bí cảnh tiên phủ đó từ mấy tỷ năm trước rồi, bây giờ được ba nền văn minh lớn quản lý. Chỉ có người của bọn họ mới được đi vào, nếu may mắn thì sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên là trong đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa sau khi đi vào không hề có hạn chế bất kỳ quy tắc nào, cho dù là cùng một nền văn minh cũng có thể sẽ xảy ra đánh nhau hoặc giết người cướp của. Diệp Quân liếc mắt nhìn Mục Huyền Hư, không chút do dự nói, đi. Mục Huyền Hư cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi luôn. Diệp Quân gật gật đầu, được. Mục Huyền Hư lập tức dẫn Diệp Quân biến mất. Hai người cùng xuất hiện trong một vùng tinh không. Trên đường, Diệp Quân đột nhiên hỏi, Mục huynh, Hách Nhi cô nương thế nào rồi? Mục Huyền Hư cười nói, cô ta nhận tội rồi, bây giờ cấp cao của văn minh cựu thổ chúng ta đã đi hỏi cấp cao bên phía Toại Minh, nhưng kết quả cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết, chuyện này không đến phiên ta làm chủ được. Hai đế nguyên mạch cực phẩm. Nhìn hai mạch đế nguyên cực phẩm này, Diệp Quân vội vàng nói, Mục huynh, không thể được đâu. Ta thiếu tiền là chuyện của ta, huynh. Mục Huyền Hư xua tay cản Diệp Quân, cười nói, coi như huynh mượn ta thôi.
Diệp Quân còn muốn nói gì nữa nhưng Mục Huyền Hư đã tranh lời, ta cũng không cho mượn không đâu nhé, Diệp huynh chắc chắn không phải là người tầm thường, coi như ta đầu tư cho huynh đi ha. Diệp Quân khẽ thở dài, Mục huynh, e là huynh sắp mất cả chì lẫn chài đấy. Mục Huyền Hư cười ha ha, đó cũng là do ta tự làm tự chịu. Diệp Quân mỉm cười, cũng không từ chối nữa, mà để hai mạch đế nguyên vào trong tiểu tháp, có hai mạch đế nguyên này, linh khí bên trong tiểu tháp lại có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi hai người xuyên qua mấy chục tỉnh vực thì đến được trước một tinh cầu màu đen, mà xung quanh tinh cầu này có ẩn giấu một vài luồng hơi thở thần bí. Diệp Quân đánh giá tinh cầu u tối này, đây là nền văn minh tiên phủ. Mục Huyền Hư gật đầu, ánh mắt có chút nhiệt huyết, một di tích trong nền văn minh tiên phủ đều chứa vô số thần vật và tài vật, tất nhiên có cả nguy hiểm nữa. Diệp Quân liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, người trong bóng tối là người của ba nền văn minh lớn kia. Mục Huyền Hư đáp, đúng vậy, sau khi nơi này được phát hiện, ba nền văn minh lớn chúng ta đã đến tiếp quản nó, nhưng vì để tránh những tranh đấu không cần thiết, sau khi tiếp quả họ không chia cắt di tích tiên phủ này, mà là để cho các thanh niên trẻ tuổi đến thăm dò nơi đây. Thứ nhất là vì muốn tránh phát sinh những tranh đấu không đáng, thứ hai là vì muốn rèn luyện thế hệ trẻ trong nền văn minh của họ. Diệp Quân gật gật đầu, không nói gì. Xoẹt. Đúng lúc này, phía xa chợt vang lên một tiếng xé rách, Diệp Quân xoay người nhìn lại thì thấy thời không phía xa đã nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông thân mang cơ giáp xuất hiện giữa trời, khi ông ta vừa xuất hiện, một luồng khí lưu mạnh mẽ tỏa ra khiến không gian chấn động dập dờn như sóng biển lăn tăn. Diệp Quân quan sát người mặc cơ giáp kia, bộ giáp đó toàn thân màu tối sẫm, đường nét sắc bén, bóng loáng như gương, trông cực kỳ ngầu, hơn nữa vừa nhìn là biết cấp bậc cao hơn cơ giáp của Tu Lăng trong tháp Vũ Thánh. Mục Huyền Hư cười nói, nào nào, Diệp huynh, ta giới thiệu cho huynh một chút, đây là Chí Kỳ huynh của Văn Minh Vĩnh Sinh, là thiên tài trong thế hệ trẻ của Văn Minh Vĩnh Sinh đấy. Chí Kỳ huynh, bên cạnh ta là Diệp huynh, mặc dù huynh ấy chỉ là đại đế nhưng thực lực lại vượt xa đại đế. Diệp Quân nhìn về phía Chí Kỳ, mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt. Chí Kỳ nhìn Diệp Quân một chút, không để ý tới hắn mà chỉ quay đầu nói với Mục Huyền Hư, đi thôi. Mục Huyền Hư vội giảng hòa, ừ đi thôi đi thôi. Mục Huyền Hư dẫn cả hai đi về phía xa, trên đường Mục Huyền Hư dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, Diệp huynh đừng để bụng nha. Chí Kỳ huynh tính tình như vậy đó, chưa quen biết thì huynh ấy vậy thôi, sau này quen rồi thì huynh sẽ thấy huynh ấy tốt bụng lắm. Diệp Quân cười nói, ta không để bụng đâu. Mục Huyền Hư nói, vậy thì tốt. Ngay lúc sắp đi vào tinh cầu kia, Mục Huyền Hư đột nhiên xòe tay ra, hai lá bùa chậm rãi bay lên khỏi tay y. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là... Mục Huyền Hư cười nói, người nào đi vào cùng phải báo danh, số lần đi vào của mỗi người đều có hạn. Ví như ta, một năm chỉ có thể đi vào hai lần. Diệp Quân trầm giọng nói, vậy chẳng phải Mục huynh đã đưa cơ hội còn lại cho ta rồi sao? Mục Huyền Hư khẽ gật đầu, ừ, nhưng huynh đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ một năm ta cũng chỉ có thể đi vào một lần thôi. Vẻ mặt Diệp Quân hơi phức tạp, Mục huynh, ta nhiều lần nhận ân tình của huynh, chuyện này. Mục Huyền Hư cười nói, chút chuyện nhỏ thôi mà, không có gì là ân tình cả, đi thôi. Nói rồi y dẫn đầu đi vào tinh cầu tối tăm kia. Chí Kỳ theo sát phía sau. Diệp Quân nhìn hai người, sau đó cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, ba người đã đi đến trên một đỉnh núi. Đưa mắt nhìn ra thì đâu đâu cũng là các dãy núi liên miên không dứt, mà trên đỉnh các ngọn núi đều có từng vòng mây xám xịt xoáy lên cao, trông vô cùng một ngạt. Diệp Quân nhìn về phía Mục Huyền Hư, vẻ mặt của cả hai người đều có chút nghiêm nghị. Diệp Quân hiếu kỳ nói, di tích ở trong vòng xoáy kia à? Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh có điều không biết, cả tinh cầu này đều là di tích, có điều ngoài trừ vòng xoáy này, các khu vực bên ngoài đã được ba nền văn minh lớn chúng ta thăm dò xong hết. Hiện tại chỉ còn vòng xoáy đó thôi, dựa theo chúng a điều tra được thì bên trong vòng xoáy này là một tông môn siêu cấp, mà tông môn đó e là người đứng đầu của nền văn minh tiên phủ này. Diệp Quân nhìn về phía vòng xoáy kia. Khi hắn quét thần thức đến gần vòng xoáy đó lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cản, căn bản không thể dò vào trong được. Diệp Quân hơi kinh ngạc, Mục Huyền Hư nói, bên trong không hề đơn giản, bởi vì ba nền văn minh lớn có quy định, chỉ có người đạt đến cảnh giới tiên đế mới được tiến vào bên trong, tuy Diệp huynh không phải tiên đế nhưng thực lực của huynh đã hoàn toàn xứng tầm với tiên đế. Chí Kỳ đột nhiên nói, đi thôi.
Nói rồi gã lập tức hóa thành một luồng sáng bay về phía vòng xoáy đen kia. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân đang định đi theo thì Mục Huyền Hư đột nhiên xòe tay, một chiếc nhãn không gian xuất hiện, y đưa cho Diệp Quân trước khi vào huynh mặc giáp này đi. Diệp Quân nhìn trong nhẫn không gian, lập tức hơi kinh ngạc, là cơ giáp cấp tiên. Mục Huyền Hư cười nói, đúng thế. Diệp Quân đang định từ chối thì Mục Huyền Hư đã nói, bên trong vòng xoáy này có sức mạnh thần bí trấn áp, mà cơ giáp cấp tiên có thể miễn dịch được sự trấn áp đó, bởi vì nó thuộc công nghệ cao, không phải như văn minh võ đạo kia, cho huynh mượn đó. Nghe vậy, Diệp Quân cũng không từ chối nữa, hắn nhận lấy cơ giáp cấp tiên, đang định xuyên vào thì Mục Huyền Hư đột nhiên nói, đi, vào trong đó rồi mặc. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến bên ngoài vòng xoáy, Diệp Quân nhìn vào phía sâu trong vòng xoáy, nơi đó đang có một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng dâng trào. Mục Huyền Hư nói, Diệp huynh, mặc vào đi. Diệp Quân gật đầu, hắn búng tay một cái, cơ giáp cấp tiên lập tức xuất hiện trong tay hắn, nhưng hắn lại không biết mặc thế nào nên đành quay lại nhìn Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư cười nói, quên, ta phải cắt đứt liên hệ tinh thần giữa ta và nó trước đã. Nói rồi, y nhắm hai mắt lại, chẳng mấy chốc cơ giáp cấp tiên này đã rung lên, chỉ thoáng chốc, bên trong như thể bị rút mất năng lượng gì đó. Lúc này, Mục Huyền Hư cười nói, được rồi, huynh chỉ cần nhỏ một giọt máu trước ngực giáp là xong. Diệp Quân gật gật đầu, hắn lại búng tay, một giọt máu rơi lên trước ngực giáp, trong phút chốc, cơ giáp lập tức hóa thành một vệt sáng bay vào giữa trán Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã cảm giác được trong thức hải của mình đã có thêm một cơ giáp bản thu nhỏ. Diệp Quân hơi suy nghĩ, cơ giáp lập tức xuất hiện trên người hắn, tựa như mọc ra từ da thịt. Diệp Quân nắm chặt hai tay, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức hội tụ vào toàn thân hắn, sức mạnh của lực lượng này khiến hắn có hơi ngây ngẩn. Mục Huyền Hư cười nói, Diệp huynh, thấy thế nào? Diệp Quân thu hồi tâm tư, sau đó thở dài nói, quả là thần vật. Hắn mặc thứ này vào rồi đánh nhau, sức chiến đấu chắc chắn sẽ mạnh hơn. Quả là biến thái. Mục Huyền Hư cười ha ha, đi thôi. Diệp Quân nhìn về phía Mục Huyền Hư, huynh có mặc không? Mục Huyền Hư cười nói, ta không cần. Nói rồi, y lập tức biến mất ở trong vòng xoáy xa xa. Diệp Quân liếc mắt nhìn Mục Huyền Hư, tiểu tháp nói, người huynh đệ này của ngươi cứ như thiên thần vậy. Thiên thần. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cũng không biết tên này mà sống ở hệ Ngân Hà thì sẽ ra sao, chắc là sẽ vào câu lạc bộ vô biên. Ha hai. Nói rồi, hắn cũng hóa thành một luồng kiếm quang bay đi. Lúc đi sâu vào trong vòng xoáy, hắn cảm thấy một sức mạnh phong ấn mạnh mẽ, nhưng bởi vì trên người có cơ giáp nên luồng sức mạnh kia chẳng thể làm gì được hắn. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã ra khỏi vòng xoáy, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước một cổng núi, cánh cổng này được xây từ đá tảng, vô cùng thô kệch, ngay chính giữa cổng có để ba chữ lớn, Thiên Cực Tông. Diệp Quân đi tới bên cạnh Mục Huyền Hư và Chí Kỳ. Mục Huyền Hư trầm giọng nói, cổng núi này có một tòa trận pháp và một vị thần linh tướng trấn thủ, nếu cả hai hợp lại làm một thì thực lực vô cùng khủng bố, rất nhiều người đến đây đều phải dừng bước, ba người chúng ta liên thủ với nhau thử. Diệp Quân nói, Mục huynh, huynh phân phó đi. Mục Huyền Hư gật gật đầu, sau đó nói, Diệp huynh, huynh kiềm chế trận pháp kia, ta và Chí Kỳ huynh sẽ đối phó với thần linh tướng. Diệp Quân gật đầu, được. Ta sẽ kiềm chế trận pháp. Lúc này, Chí Kỳ ở bên đột nhiên mở miệng nói. Diệp Quân nhìn về phía Chí Kỳ, rõ ràng người này không tin tưởng hắn và Mục Huyền Hư. Mục Huyền Hư nhìn về phía Diệp Quân mỉm cười nói, ta sao cũng được. Mục Huyền Hư gật đầu, vậy ta và Diệp huynh sẽ đối phó thần linh tướng, Chí Kỳ huynh kiềm chế trận pháp kia. Nói rồi, y đi về phía xa, mà khi y vừa dẫm lên thềm đá, phía chân trời đột nhiên rung lên, một khắc sau. Một luồng quang trận to lớn nổi lên ở phía chân trời, mà trung tâm quang trận là một thần linh khổng lồ cao tới mấy trượng cầm trong tay trường đao, nó đang nhào đến phía bên này. Mục Huyền Hư đột nhiên nói, Diệp huynh, động thủ. Nói rồi, y lập tức xông lên, Diệp Quân cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy Diệp Quân và Mục Huyền Hư đã ra tay, Chí Kỳ mới hóa thành một luồng sáng phóng lên trời, lao thẳng đến tòa trận pháp kia. Gã nhanh chóng thôi thúc sức mạnh cơ giáp của mình rồi điên cuồng nã pháo vào tòa trận pháp. Ở phía chân trời, Diệp Quân vừa giao thủ với vị thần linh này thì sắc mặt lập tức thay đổi, thực lực của thứ này có chút vượt quá dự liệu của hắn,
hắn bị đối phương chém một đao lùi về sau cả nghìn trượng, đó là nhờ hắn đã mặc cơ giáp vào, nếu không có giáp thì e là thân thể của hắn đã bị trọng thương. Hắn vừa mới dừng lại thì Mục Huyền Hư lập tức xuất hiện ở bên cạnh, Diệp huynh, kiếm này của huynh không tầm thường đúng không? Diệp Quân gật đầu, Mục Huyền Hư đưa tay ra, cho ta mượn dùng một chút đi, A Cần triển khai bí pháp cường đại, thần vật bình thường không thể chịu đựng được. Diệp Quân lập tức đưa kiếm Thanh Huyền cho y, Mục Huyền Hư tay cầm kiếm Thanh Huyền, một khắc sau, y lập tức hóa thành một tia kiếm quang phóng lên trời, lao thẳng đến chỗ vị thần linh tướng kia. Phía chân trời, thần linh tướng hai tay cầm đao bổ mạnh xuống Mục Huyền Hư, nhưng lúc này Mục Huyền Hư đột nhiên biến mất tại chỗ đầy quỷ dị, một đao của thần linh tướng kia chém vào hư vô. Mà Mục Huyền Hư lại chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đằng sau Chí Kỳ, chỉ thấy y đột nhiên đâm mạnh một kiếm vào Chí Kỳ, tốc độ nhanh đến mức khi Chí Kỳ nhận ra được thì đã bị dọa đến mức hồn phi phách lạc, gã nhanh chóng thu lại cơ giáp, mà cơ giáp đó căn bản không thể chống lại được kiếm Thanh Huyền của Diệp Quân. Kiếm Thanh Huyền đâm xuyên qua cơ giáp của gã dễ như ăn cháo, sau đó là xuyên thẳng qua ngực, tiếp đó, một luồng sức mạnh thần lập tức xóa sổ thần hồn của Chí Kỳ. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, chỉ trong chớp mắt. Khi Diệp Quân phản ứng lại thì Chí Kỳ đã chết một cách gọn gàng sạch sẽ. Mục Huyền Hư chậm rãi đi về phía Diệp Quân, Diệp Quân nhìn Mục Huyền Hư, vẻ mặt bình tĩnh, Mục Huynh, chẳng lẽ Huynh cũng muốn giết ta? Sắc mặt Diệp Quân vô cùng u ám, Hách Nhi kia chỉ là nguy trang dùng để đánh lạc hướng hẳn, kẻ phản bội thật sự của nền văn minh cựu thổ là Mục Huyền Hư này. Hắn thật sự hơi bất ngờ. Mục Huyền Hư này là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ ở cựu thổ, mà y lại là người của nền văn minh toại minh, hơn nữa còn sẵn sàng dùng cái chết hãm hại hẳn. Thật sự là diệt cả thần hồn. Sao toại cổ kim đó có thể làm được chứ? Mục Huyền Hư này đúng là đủ độc. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp chợt cất lời, con mẹ nó, không ngờ tên này làm thế chỉ vì hãm hại ngươi. Diệp Quân không nói gì, trong lòng thầm suy tính. Ngươi rất đáng chết. Lúc này, một cường giả của nền văn minh cựu thổ phía xa bỗng gào thét, sau đó, ông ta đánh một quyền về phía Diệp Quân từ xa, trong nháy mắt, thời không nơi Diệp Quân đứng nổ tung, mà gần như cùng lúc đó, Diệp Quân đã lùi về sau mấy chục trượng, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyền quay lại trong tay hắn. Hắn vừa dừng lại, một sức mạnh đáng sợ ngay lập tức phả vào mặt. Diệp Quân vung tay chém xuống một kiếm, oanh! Khi kiếm chém xuống, ông lão kia bị một tia kiếm quang chém bay. Sau khi dừng lại, ông lão tỏ vẻ sợ hãi, vì kiếm của Diệp Quân đã chém rách cánh tay của ông ta. Ông ta nhìn kiếm Thanh Huyền trên tay Diệp Quân bằng ánh mắt kiêng dè. Người còn lại thấy ông lão bị đẩy lui bằng một kiếm cũng rất kinh ngạc. Lúc này, Diệp Quân xoay người chạy đến đại điện tông môn ở phía xa, nhưng ngay sau đó, thần linh tướng kia đã bổ trường đao trong tay về phía hắn. Thực lực của thần linh tướng này mạnh hơn ông lão kia rất nhiều. Chiêu đao khiến đất trời xung quanh cũng trở nên hư ảo và trong suốt. Nét mặt Diệp Quân không chút cảm xúc, hắn lại vung tay chém thêm một kiếm nữa. Rắc! Sau một tiếng gáy chói tai, thanh trường đao trong tay thần linh tướng kia nứt ra, sức mạnh cường đại khiến nó liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Quân tung người nhảy lên, hóa thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở cách đó không xa. Sau khi thần linh tướng kia lấy lại tinh thần, Diệp Quân đã chạy tới đại điện. Thần linh tướng lập tức đuổi theo, nhưng khi đến gần tòa đại điện, dường như cảm nhận được điều gì đó, nó bỗng dưng dừng lại rồi cung kính lùi xuống. Lúc này, cao thủ của nền văn minh cựu thổ và nền văn minh vĩnh sinh đang định xông lên thì thần linh tướng kia lập tức chém một đao về phía bọn họ. Thấy thần linh tướng bổ mạnh đao về phía mình, sắc mặt ông lão thay đổi, không dám coi thường, vội vàng ra tay chống đỡ. Trong đại điện, Diệp Quân nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có tượng của một người đàn ông trung niên, hai tay chắp sau lưng, nét mặt điềm tĩnh. Ngoài pho tượng này ra, đại điện trống rỗng không có gì cả, vô cùng lạnh lẽo. Diệp Quân nhìn pho tượng kia tiền bối. Pho tượng bỗng khế rung lên, sau đó có một hư hồn chậm rãi bay ra. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Quân một lúc rồi cười nói, đạo trật tự, hơn nữa còn đã thành lập đạo thống, thú vị đấy. Diệp Quân cất lời, tiền bối để một hư hồn ở lại đây chắc là có ý đồ, không biết vấn bối có thể góp chút sức nhỏ bé cho. Tiền bối không? Người đàn ông trung niên bật cười, tên nhóc con gian trá này, người muốn có được tất cả truyền thừa của thiên cực. Tông chúng ta thì cứ việc nói thẳng. Diệp Quân gật đầu, đúng là vãn bối muốn thế.
Bây giờ hắn đang thiếu tiền và thần vật nhất, nếu có thể có được tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông, thì thực lực của Thập Hoang, cấm địa cổ hoang và nền văn minh Bỉ Ngạn sẽ được nâng cao lên nhiều. Tiền. Hắn chưa từng nghèo thế này bao giờ. Người đàn ông trung niên cười nói với Diệp Quân, cho ta một lý do đi. Diệp Quân nhìn thẳng vào ông ta, tiền bối sẽ không gặp được ai ưu tú hơn ta đâu. Tiểu tháp người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân một lát rồi bỗng bật cười, giỏi lắm, thẳng thản, tự tin, ta thích tính cách này của ngươi. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, nhưng hình như bây giờ ngươi gặp phiền phức. Diệp Quân đáp, chỉ là phiền phức nhỏ mà thôi. Người đàn ông trung niên cười nên ngoài kia là người của nền văn minh cựu thổ và nền văn minh vĩnh sinh đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Người đàn ông trung niên lại hỏi, phiền phức nhỏ ư? Diệp Quân im lặng, hắn chỉ vung tay áo, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn kiếm thanh huyên một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quân, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, tất cả mọi thứ của Thiên Cực Tông ta đều nằm trong chiếc nhẫn không gian này, nếu ngươi làm giúp ta một chuyện, chiếc nhẫn này sẽ thuộc về ngươi. Diệp Quân hỏi, chuyện gì vậy ạ? Người đàn ông hỏi, ngươi muốn nghe một câu chuyện không? Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, tiền bối, thời gian cấp bách, hay là ngài tóm tắt đi? Bây giờ hắn thật sự không có tâm trạng nghe kể chuyện. Người đàn ông trung niên cười nói, được, chuyện ta muốn ngươi làm là phục hưng Thiên Cực Tông, truyền thừa của tông môn ở trong tay ta nhiều năm như thế, nhưng cuối cùng ta lại không thể bảo vệ được tông môn, thật sự thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp Quân nói, trong nhãn không gian có truyền thừa của Thiên Cực Tông sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, có. Diệp Quân nói, thế này đi, sau này ta sẽ tìm một người cả nhân phẩm và đức hạnh đều vô cùng tốt cho Thiên Cực Tông, sau đó ủng hộ người đó tạo dựng một Thiên Cực Tông hoàn toàn mới. Người đàn ông trung niên gật đầu, được. Thật ra ông ta rất coi trọng Diệp Quân trước mắt, nhưng hẳn biết người này không thể gia nhập Thiên Cực Tông của ông ta, vì thành tựu của thiếu niên kiếm tu trước mắt đã không thua kém gì Thiên Cực Tông ở giai đoạn đỉnh cao rồi. Miếu nhỏ không chứa nổi vị Phật lớn này. Mà chỉ cần Diệp Quân đồng ý giúp đỡ truyền nhân tương lai của Thiên Cực Tông phục hưng lại tông môn, ông ta đã cảm thấy đủ rồi, vì có sự giúp đỡ của người trước me, muốn Thiên Cực Tông phục hưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người đàn ông trung niên mở lòng bàn tay, chiếc nhãn không gian kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân không xem trong nhẫn không gian có gì, hẳn cất đi, sau đó nói, tiền bối, những thần linh tướng bên ngoài kia. Người đàn ông trung niên cười nói, ta cũng biết người muốn cái đó, thật ra nó được ngưng tụ từ một trận pháp, trong nhãn không gian có phương pháp tạo trận pháp, nếu người học, đương nhiên có thể triệu hoán được nhiều thần linh tướng hơn, và cũng rất tốn tài nguyên. Nói xong, ông ta bỗng mở lòng bàn tay, trận pháp trên không trung phía chân trời bên ngoài đại điện khẽ rung, thần linh tướng bên dưới biến thành một tia sáng bay vào trong trận pháp, sau đó trận pháp kia cô đọng thành một chùm tia sáng bay vào trong đại điện. Cuối cùng dừng lại trên tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn chùm sáng trong tay, sau đó đưa nó cho Diệp Quân. Diệp Quân mở lòng bàn tay, chùm sáng kia bay đến tay hẳn, dù chỉ là một chùm sáng, nhưng trong đó lại chứa đựng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhớ đến sức mạnh của thần linh kia, Diệp Quân chợt hơi tò mò, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, tiền bối, lúc trước Thiên Cực Tông đã gặp phải kẻ thù đáng sợ nào. Vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu, thế giới này là như thế, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm con, cá nhỏ gặp cá lớn chỉ có thể nói là xui xẻo, thực lực yếu kém thôi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ông ta cười nói, ta vẫn còn chút thực lực, có cần ta giúp ngươi chạy? Trốn không? Diệp Quân lắc đầu, trốn không thoát được nữa. Bên ngoài là cựu thổ. Kẻ thù hiện tại của hắn không chỉ có nền văn minh Toại Minh mà còn có cựu thổ và nền văn minh Vĩnh Sinh. Trốn kiểu gì, thật sự người phụ nữ kia rất lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Nghĩ đến việc ba nền văn minh cùng nhau đánh hắn, hắn cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, tiểu hữu, bảo trọng. Dứt lời, cơ thể ông ta trở nên hư ảo, hẳn nhìn về phía chân trời, nhìn thế giới bên ngoài. Ánh mắt ông ta trở nên phức tạp, trước đây, ông ta cũng rất hăng hái muốn dẫn Thiên Cực Tông đi tranh đoạt ghế thần vương trong truyền thuyết, muốn trở thành chủ chung của vũ trụ đó. Nhưng càng tiến về phía trước,
ông ta mới hiểu con đường đó khó đi đến mức nào. Bây giờ, mọi chuyện đều đã kết thúc. Người đàn ông trung niên bỗng bật cười, vì ông ta cũng không hối hận, dù con đường đó không thể đi tới đỉnh, nhưng ông ta từng cố gắng, nên cũng không có gì phải hối hận cả. Diệp Quân cúi người hành lễ, đợi sau khi người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Quân đi ra ngoài đại điện, lúc này cao thủ của nền văn minh Vĩnh Sinh và nền văn minh Cựu Thổ đã chặn bên ngoài, mười mấy người cùng nhìn chăm chăm hẳn, trong mắt là sát khí và lửa giận rất rõ ràng. Diệp Quân nhìn mấy người họ, sau đó hắn bỗng biến thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Một ông lão trong đó nổi giận quát, muốn trốn à? Dứt lời, ông ta cũng bay lên, tấn công về phía Diệp Quân. Diệp Quân vung tay chém xuống một kiếm. Ầm! Một tia kiếm quang lóe lên, ông lão kia bị chiêu kiếm này của Diệp Quân chém trúng, vừa mới đáp xuống đất, đầu ông A đã nứt ra, máu tươi tuôn trào. Ông lão tức đến mức xanh mặt, ngăn hắn lại. Những người khác vội vàng bay về phía Diệp Quân. Bản quyền on Diệp Quân thì đi thẳng đến thành Thiên Đô. Tiểu Tháp hơi nghi ngờ, tiểu tử, người đi đến đây làm gì? Diệp Quân chậm rãi đi vào trong thành, đi chưa được bao lâu thì hắn dừng lại, cách mười mấy trượng trước mặt hắn có một quán trà nhỏ, bên ngoài quán trà đặt mấy cái bàn lộ thiên, trước một cái bàn có một cô gái mặc váy dài màu đen đang ngồi. Cô gái có mái tóc dài buông xõa, vô cùng xinh đẹp, cô ta ngồi thẳng lưng trước bàn trà, hai tay cầm một tách trà kề sát miệng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, như đang thưởng thức hương vị của tách trà này. Diệp Quân đi thẳng tới, hắn ngồi xuống trước mặt cô gái, không nói gì mà cầm bình trà trên bàn lên rót cho mình một ly, sau đó uống cạn. Cô gái bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hắn, cất lời, hương vị thế nào? Giọng nói của cô ta hơi lạnh lùng, tựa như suối lạnh rơi xuống đá. Diệp Quân đáp, không cảm giác được gì cả. Cô gái nhìn chăm chăm hắn. Ánh mắt cô ta như có thể nhìn thấu lòng người, đây là một tách trà bình thường, chỉ có thể bán với giá một kim tệ bình thường ở nơi này, nhưng khi xuất hiện trong điện Thiên Đô, nó lại vô cùng có giá trị, vị trí rất quan trọng, con người cũng thế. Diệp Quân cười nói, lúc chưa đến nền văn minh Toại Minh, ta từng nói với các cô là ta sẵn sàng đầu hàng, nhưng các cô lại từ chối. Sao bây giờ lại muốn chiêu hàng ta rồi? Cô gái bình tĩnh nói, giá trị, ngươi phải chứng minh giá trị của ngươi. Có giá trị, người mới có tư cách đổi một vị trí khác. Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, vào khoảnh khắc biết ta xây dựng đạo thống trật tự, cô đã chưa từng có suy nghĩ để ta được sống, dù sao làm gì có ai muốn người khác xâm phạm lãnh thổ của mình đúng không? Cô điều động đạo chiếu, thứ nhất là muốn giết chết ta, nếu không thể giết được ta thì muốn tiện thể thử xem năng lực của ta thế nào. Nhưng có lẽ cô hơi bất ngờ, vì ta đã dùng thực lực của mình ngăn cản đạo chiếu. Vì thế cô muốn thử một lần nữa, nhưng cô rất cẩn thận, cô chọn để thế lực khác đến thử, nên cô đã dùng đến con cờ tốt nhất mà cô đã đặt ở nền văn minh Cựu Thổ. Nói đến đây, hắn bật cười, bây giờ cô đợi ta ở đây, nói là muốn chiêu hàng, thật ra thì cũng không thật sự muốn như thế, vẫn câu nói cũ, mâu thuẫn giữa chúng ta không phải mâu thuẫn bình thường, mà là mâu thuẫn lập trường. Ta muốn xây dựng trật tự, hơn nữa còn có chút thành tựu rồi. Các cô không thể nào chấp nhận được điều này đúng không? Toại cổ kim cô nương. Toại cổ kim nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó, đầu đúng, nhưng ta đã đổi ý rồi, nếu ngươi chịu từ bỏ việc xây dựng trật tự, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Diệp Quân nhìn toại cổ kim, ta không chỉ phải từ bỏ trật tự của mình mà còn phải giao cái tháp kia ra đúng không? Toại cổ kim nhẹ nhàng đặt chung trà xuống, thật ra giữa hai chúng ta vẫn còn lựa chọn thứ ba, đương nhiên phải là lúc ban đầu. Ví dụ như khi biết ngươi đã xây dựng trật tự, ta có hai lựa chọn thứ nhất là giết chết ngươi luôn, lựa chọn thứ hai là lôi kéo ngươi. Nhưng có lẽ ngươi cũng biết dù a lôi kéo ngươi, ngươi cũng sẽ không thật sự phục tùng nền văn minh Toại Minh, ngươi sẽ chỉ dựa vào nền văn minh Toại Minh để nâng cao thực lực của mình, đợi đến ngày có đủ thực lực rồi, ngươi sẽ thâu tóm cả nền văn minh này. Nói đến đây, cô ta lấy một quyển cổ tịch ra đưa tới trước. Mặt Diệp Quân. Đó là Quan Huyên Pháp. Toại cổ kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng ngươi có chúng sinh, trí ở vũ trụ, lôi kéo ngươi chẳng khác nào nuôi cáo trong nhà. Diệp Quân im lặng. Toại cổ kim nói tiếp, kế hoạch ban đầu của ngươi là gia nhập nền văn minh Toại Minh, sau đó mượn nền văn minh của chúng ta để phát triển thực lực và thế lực của mình. Nếu, A nói là nếu,
Diệp công tử, nếu một ngày nào đó thực lực của ngươi thật sự vượt qua cao thủ đứng đầu nền văn minh Toại Minh thì ngươi sẽ đối xử với chúng ta thế nào? Một giả thiết nữa, dù ngươi không tiêu diệt chúng ta, nhưng chắc chắn ngươi sẽ yêu cầu chúng ta nghe theo trật tự của ngươi. Nhưng a cho ngươi biết, chúng ta có trật tự riêng của mình, chúng ta không muốn nghe theo trật tự của ngươi, nên ta chọn giết chết ngươi trước khi ngươi trở nên mạnh hơn thì có vấn đề gì sao? Diệp Quân im lặng, lại rót cho mình một chung trà, sau đó uống cạn, cười nói cô nương suy nghĩ sâu xa, khiến ta cảm thấy khâm phục. Toại Cổ Kim lắc đầu, ngươi là một người không tệ, nhưng ta xin nói thẳng, ngươi vẫn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta là những người sau lưng ngươi, ngươi đánh cờ thật sự kia. Cô ta vừa nói xong, chân trời phía xa bỗng xuất hiện mấy chục khí thế đáng sợ. Có hai nhóm người đến, là người của nền văn minh Vĩnh Sinh và nền văn minh Cựu Thổ, dẫn đầu nền văn minh Vĩnh Sinh là một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, cũng không mặc cơ giáp, trông rất thư sinh, giống như một nho sĩ vậy. Người này là đại trưởng lão hiện tại của nền văn minh Vĩnh Sinh, Phù Việt, trong nền văn minh Vĩnh Sinh, địa vị của ông ta có thể xếp vào top 5, hơn nữa còn là phái thực quyền. Dẫn đầu nền văn minh Cựu Thổ là một ông lão, người này là đại trưởng lão Khư Nghiệt. Đại trưởng lão Khư Nghiệt của nền văn minh Cựu Thổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, giận dữ nói, theo ta được biết, Huyền Hư đối xử với ngươi không tệ, không chỉ cho ngươi đế mạch cực phẩm, còn giúp ngươi đến bí cảnh tiên phủ thăm dò, vì sao ngươi lại lấy oán báo ơn? Diệp Quân đáp, nếu ta nói tất cả những việc này đều chỉ là một cái bẫy thì ông có tin không? Khư Nghiệt híp mắt, ý ngươi là không phải ngươi giết y. Diệp Quân gật đầu, thật sự không phải ta gì buồn cười. Khư Nghiệt giận quá hóa cười, không phải ngươi giết thì tại sao kiếm của ngươi lại nằm trong người y, vì sao cơ giáp của y lại nằm trên người ngươi. Còn nữa, hắn tổng cộng chỉ có ba mạch đế nguyên cực phẩm, bây giờ ba mạch đế nguyên đó cũng đang nằm trong tay người đúng không? Diệp Quân im lặng, mẹ kiếp. Tiểu Tháp bỗng giận dữ nói, thì ra tên kia cho ngươi mạch đế nguyên cực phẩm và cơ giáp là vì mục đích này. Diệp Quân nhìn về phía Khư Nghiệt kia, cười nói, y thật sự là tự sát. Nhảm nhí. Khư Nghiệt bỗng giận dữ gầm lên, sau tiếng gầm của ông ta, một khí thế đáng sợ kéo xuống từ chân trời, dù khí thế này rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhằm vào một mình Diệp Quân, vì thế tất cả mọi người xung quanh đều không cảm nhận được, chỉ mỗi Diệp Quân có thể cảm nhận được. Diệp Quân động tâm niệm, một tia kiếm thế dâng trào, ngăn chặn uy áp khí thế kia. Thấy Diệp Quân dùng kiếm thế ngăn cản uy áp của mình, Khư Nghiệt híp mắt lại. Diệp Quân chậm rãi bước tới, Mục Huyền Hư kia thật sự đã tự sát, về lý do y tự sát thì. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, có lẽ cô gái này biết rõ hơn ta. Toại Cổ Kim bình tĩnh hỏi, Diệp công tử có chứng cứ không? Đương nhiên là có. Diệp Quân bật cười, sau đó một quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay hẳn, có lẽ Toại Cổ Kim cô nương không biết đây là gì đâu nhỉ, để ta cho cô biết, đây là một thứ mà mẹ ta phát minh ra, tên là quả cầu ghi hình. Trời ạ! Tiểu Tháp kích động nói, con mẹ nó, ngươi, lúc trước ngươi bảo ta đưa cho ngươi thứ này, ta còn cho rằng ngươi muốn quay lại trận tỷ võ trong tháp Vũ Thánh, không ngờ. Ngươi lại vì mục đích này, ngươi, ngay từ đầu ngươi đã nghi ngờ Mục Huyền Hư kia rồi à? Diệp Quân gật đầu phải. Tiểu Tháp thắc mắc, tại sao ngươi lại nghi ngờ hẳn ta? Diệp Quân bình tĩnh đáp, lúc đầu ta cũng không nghi ngờ đâu, nhưng sau đó khi y cho ta mạch đế nguyên cực phẩm, ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Phải biết rằng cả một người như ung chủ cũng có rất ít mạch đế nguyên, đủ để thấy sự quý giá của đế nguyên cực phẩm này, mà y cứ muốn tặng cho ta. Tháp gia, ngươi cảm thấy việc này là bình thường sao? Tiểu Tháp hỏi, chỉ vì lý do này thôi à? Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, đương nhiên là không, Tháp gia, người phải hiểu đối thủ của ta là ai. Là người thông minh nhất của nền văn minh Toại Minh, người thông minh như thế muốn nhắm vào ta, sao có thể chỉ phải một nha đầu ngốc như Hách Nhi đến được. Nên lúc đó ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản như thế. Tiểu Tháp nói, nên ngươi nghi ngờ Mục Huyền Hư à. Diệp Quân gật đầu, khi đó, ai đến tiếp cận ta thì kẻ đó càng đáng nghi. Dù lúc Mục Huyền Hư tiếp cận ta, lý do động cơ đều rất đầy đủ. Đặc biệt là Mục Huyền Hư nói nền văn minh Cựu Thổ đã biết âm mưu của nền văn minh Toại Minh, nghe thật sự rất hợp tình hợp lý, dù là ta cũng cảm thấy không chê vào đâu được. Dù sao nền văn minh Cựu Thổ có thể tồn tại ở nơi này nhiều năm như thế, sao có thể dễ dàng bị nền văn minh Toại Minh gài bẫy được.
nhưng sâu trong lòng ta vẫn hơi đề phòng y. Tiểu Tháp nói, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh đáp, rất đơn giản, có thể không hại người, nhưng không thể không phòng người. Tiểu Tháp run rẩy nói, không phải trước đây ngươi rất tin tưởng tiểu tử thiên thần kia à? Diệp Quân lắc đầu, tình huống không giống nhau, hơn nữa trước đây ta cũng không tin tưởng gã cho lắm. Tiểu Tháp. Diệp Quân chậm rãi mở tay phải, quả cầu ghi hình bay lên, một màn sáng xuất hiện, trong màn sáng ghi lại tất cả hình ảnh của hắn và Mục Huyền Hư từ khi rời khỏi thành Thiên Đô đến di tích tiên phủ, nhưng khi nhìn thấy Mục Huyền Hư tự sát, toàn bộ đất trời bỗng trở nên yên tĩnh. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim ngồi cách đó không xa, thật ra trong ván cờ này có hai con cờ, một là Hách Nhi cô nương kia, hai là Mục Huyền Hư. Lúc đầu ta cho rằng Hách Nhi là đồ bị vứt bỏ, nhưng không ngờ hai người đều bị vứt bỏ cả. Dứt lời, hắn chắp ngón tay, quả cầu ghi hình kia chậm rãi bay đến trước mặt Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim cô nương, ván này cô thua rồi. Không đúng. Lúc Diệp Quân nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của Toại Cổ Kim, đầu tiên hắn cảm thấy không đúng lắm, chẳng mấy chốc, hẳn hiểu ra, từ từ quay đầu nhìn chân trời, lúc này, đám người Khưu Nghiệt đang bình tĩnh nhìn hắn. Một băng đảng, ba nền văn minh vốn là cùng một băng đảng. Không chỉ nền văn minh Toại Minh muốn giết hẳn, mà cả ba nền văn minh đều muốn giết hắn, mục đích của ba nền văn minh cựu thổ giống nhau, Mục Huyền Hư chỉ là cái cớ thôi. Chỗ không xa, Toại Cổ Kim đột nhiên đặt tách trà xuống, từ từ nói, như ngươi nói, thì mâu thuẫn của ngươi và nền văn minh Toại Minh ta là mâu thuẫn của cuộc chiến tranh giành đại đạo, ngươi và nền văn minh Vĩnh Sinh cùng cựu thổ cũng giống vậy. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, trước khi ngươi chưa tới, ta đã tìm được bọn họ, ta nói với bọn họ, nếu bọn họ hợp tác với nền văn minh Toại Minh ta, thì nền văn minh Toại Minh ta sẽ không quan tâm nữa, cho phép ngươi trưởng thành, đương nhiên, chắc chắn ngươi đang nghĩ, ba nền văn minh chúng ta e sẽ có tâm tư xấu xa riêng, ước gì có thể âm thầm giết chết đối phương, ngươi nghĩ vậy cũng không sai, nhưng ngươi không để ý một chuyện, cho dù đó là tình hình ngươi muốn, thì phải với tiền đề là không có kẻ địch ngoài. Nếu có kẻ địch ngoài, tất nhiên chúng ta phải giải quyết kẻ địch ngoài trước, tránh cho trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Diệp Quân nói, có điều ta không hiểu lắm, là nếu các ngươi đã hợp tác, vì sao phải mang Mục Huyền Hư ra, đây không phải là làm điều vô nghĩa à? Có cần không? Toại Cổ Kim lách đầu, ngươi không hiểu chính trị. Diệp Quân cau mày. Toại Cổ Kim từ từ đứng dậy, cô ta đi về phía Diệp Quân, danh không chính, thì ngôn không thuận, ngôn mà không thuận, thì chuyện khó thành. Chúng ta phải phát động cuộc chiến tranh này, đặc biệt là chiến tranh của các nền văn minh, thì nhất định phải có một lý do đàng hoàng, chỉ có lý do đủ đàng hoàng, thì chúng ta mới có thể đoàn kết cả nền văn minh lại, tập hợp mọi người, đương nhiên, vốn dĩ hẳn cũng có thể không chết, chỉ không ngờ rằng nhát kiếm đó của ngươi lại có chút đặc biệt. Nói tới đây, cô ta dừng chân, nhìn Diệp Quân xa hàng trưởng trước mặt, nếu chỉ có mình ngươi, tất nhiên chúng ta không cần lôi thôi như vậy. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim chăm chăm, mục đích thật sự của các người là thế lực sau lưng ta. Nói thừa. Chân trời, Khưu Nghiệt đột nhiên châm chọc nói, chỉ mình ngươi, cũng xứng để ba nền văn minh ta hợp tác à? Bây giờ chúng ta đang tuyên chiến với thế lực sau lưng ngươi thôi, hiểu chưa? Diệp Quân nhìn Khưu Nghiệt, ông cũng xứng. Khưu Nghiệt giận vô cùng, nhãi con vô lễ. Nói xong, ông ta đột nhiên giơ tay tát về phía Diệp Quân qua không trung. Khi bàn tay rơi xuống, Diệp Quân lại xuất hiện trong một thế giới tối đen chưa xác định đầy kỳ quái, vô số sức mạnh khủng bố từ bốn phía tràn tới, muốn nghiền nát hẳn. Keng! Một tiếng kiếm bỗng vang lên, tiếp đó, một luồng kiếm quang xông lên trời, mạnh mẽ chém vỡ thời không trước mặt. Diệp Quân quay lại lúc đầu, khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng chém một kiếm về phía Toại Cổ Kim trước mặt, Toại Cổ Kim nhìn hẳn, ánh mắt bình tĩnh, sau đó... Lúc nhát kiếm của Diệp Quân còn cách cô ta nửa trượng, đột nhiên, một cây trường thương xuyên qua không trung, đâm thẳng vào thân kiếm thanh huyên của hẳn, sức mạnh khủng bố trong trường thương khiến cả hẳn cũng phải lùi xa hàng trăm trượng. Còn trước mặt Toại Cổ Kim, không biết từ lúc nào đã có. Một cô gái đứng đó, cô gái mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm thương bạc, đang nhìn chăm chằm vào Diệp Quân. Chỗ ngựa trái của cô ta, có một chữ võ, nhỏ. Võ quan. Ngoài võ quan đứng đầu, nền văn minh Toại Minh còn có bốn vị võ quan, bọn họ đều võ điện Toại Minh, phụ trách dạy dỗ thế hệ trẻ của nền văn hóa Toại Minh tu luyện võ đạo. Diệp Quân không rút kiếm ra nữa, hắn vừa dừng lại, đã dùng kiếm thanh huyên để xuyên thời không chạy trốn khỏi hiện trường.
36 kế, chạy là thượng sách. Hẳn vừa đi vào trong đường hầm thời không, một cây trường thương có sát khí ngập trời đã lao vào đường hầm thời không chỗ hẳn, cây trường thương vừa vào đường hầm thời không, sức mạnh đáng sợ trong đó đã khiến đường hầm thời không chấn động, sụp đổ ầm ầm, Diệp Quân không thể không dừng lại, bỗng xoay người chém một phát. Ầm. Kiếm quang tan vỡ, Diệp Quân cầm kiếm lùi lại liên tục, trong lúc hắn lui về, cây trường thương kia lại hung hăng đánh về phía hẳn lần nữa, sức mạnh trong trường thương thật sự quá khủng bố, những nơi nó qua, thời không bốn phía đều bốc cháy như giấy, mau chóng hóa thành tro bụi. Nơi không xa, đám người Toại Cổ Kim đang nhìn trận đấu ở kia, khi thấy Diệp Quân có thể đánh ngang tài với cô gái giáp trắng, mọi người xung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Cô gái giáp trắng này đã đến đỉnh của cảnh giới tiên đế, hơn nữa, còn là võ quan, từ nhỏ đã được nền văn minh Toại Minh bồi dưỡng cẩn thận, đồng thời còn được thừa kế võ quan, có thể nói, cô ta đã thuộc loại yêu nghiệt của yêu nghiệt trong cả cựu thổ rồi, có thể giết người sống vượt biên. Nhưng lúc này, cô ta lại bị người ta vượt qua. Sắc mặt của Khưu Nghiệt thuộc nền văn minh cựu thổ và Phù Việt thuộc nền văn minh vĩnh sinh cũng hơi khó nhìn, thực lực của Diệp Quân này có phần vượt qua dự liệu của bọn họ rồi, phải biết là, Diệp Quân mới tới cảnh giới đại đế thôi. Sắc mặt Toại Cổ Kim lại rất bình tĩnh, cô ta khu vực chiến đầu ở nơi xa, nói chính xác thì, cô ta đang nhìn chằm chằm vào kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang ở nơi xa bỗng phát ra, tiếp đó, Diệp Quân và cô gái giáp trăng đều lùi lại liên tục, còn xung quanh họ, vô số kiếm khí và thương mang bắn tung tóe, xé toạc tất cả, khủng bố vô cùng. Sau khi cô gái giáp trắng dừng lại, cô ta nhìn thương bạc. Trong tay mình, chỉ thấy trên thương bạc toàn là vết kiếm chỉ chít. Kiếm trong tay Diệp Quân ở nơi xa thì ngược lại, bên trên không có tí vết thương nào. Tay phải Diệp Quân hơi run rẩy, kiếm thanh huyên rung kịch liệt, một tiếng kiếm lập tức vang khắp cả tỉnh Hà. Hắn nhìn cô gái giáp trắng, lúc này cô gái giáp trắng cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người va vào nhau, khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời biết mất tại chỗ. Xì, xì, hai tiếng xé toạc sắc bén đột nhiên vang lên trong hiện trường, tiếp đó, một luồng kiếm quang hoàn chỉnh và một mảnh thương mang hung hăng đụng vào nhau, vừa tiếp xúc, một làn sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ bỗng lan rộng ra bốn phía, bên cạnh Toại Cổ Kim, một người đàn ông trung niên đột nhiên giãm về trước một bước. Bước chân vừa rơi xuống, sức mạnh của làn sóng xung kích lan tới trước mặt họ đã hóa thành hư vô. Người đàn ông trung niên lại lùi về sau người Toại Cổ Kim. Khưu Nghiệt và Phù Việt nhìn người đàn ông trung niên, đều hơi kinh ngạc. Nguyên Vũ, quan cận vệ của nền văn minh Toại Minh, cường giả đỉnh cấp của điện cận vệ, năm đó có tên tuổi lẫy lừng ở cựu thổ, bọn họ không ngờ vị này lại tự mình tới bảo vệ cho Toại Cổ Kim. Hiện tại Diệp Quân cũng đã bộc lộ hỏa lực thật sự. Sau khi đánh tiếp khoảng một khắc, răng rác, khi tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, thương bạc trong tay cô gái giáp trắng tan vỡ ầm ầm, kiếm thế mạnh mẽ chém cho cô gái giáp trắng phải lùi lại liên tục. Ngay khi Diệp Quân muốn mượn thế giết chết cô ta, chỉ thấy hai tay cô gái giáp trắng bỗng chấp lại, sau đó đột nhiên di chuyển về hai bên, sau người cô ta, chục triệu cây trường thương hư ảo bỗng xuyên qua không trung, sau đó bắn về phía Diệp Quân. Diệp Quân không lùi mà tiến lên, bỗng nhiên một nhát kiếm hung hăng chém tới, nhát kiếm mạnh mẽ xé toạc một cái lỗ giữa hàng chục triệu trường thương hư ảo, lao thẳng về phía cô gái giáp trắng. Còn lúc này, cô gái giáp trắng chợt chỉ tay, nháy mắt, những trường thương quanh bất ngờ đổ vào người cô ta, sau đó bay ra khỏi đầu ngón tay của cô ta, nơi cô ta chỉ tay, xuất hiện nhiều luồng thương mang rực rỡ, hung hăng đâm vào mũi kiếm thanh huyền của Diệp Quân. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc, vô số kiếm thế và thương mang lại phát ra, hai người đều lui về, trong quá trình cô gái giáp trắng lùi lại, ngón tay trên tay phải của cô ta nổ tung trước tiên, tiếp đó, cả cánh tay phải nứt nẻ nhanh chóng, khi cô ta dừng lại, cánh tay phải của cô ta đã biến thành một cánh tay máu. Nơi xa, Diệp Quân vừa dừng lại, chớp mắt, hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu cô gái giáp trắng, tiếp đó, một nhát kiếm quang chục ngàn trượng hung hăng chém vào cô ta. Hai mắt cô gái giáp trắng khẽ híp lại, cô ta mở lòng bàn tay trái ra, vô số thương ý tuôn ra như nước, sau đó hòa thành những cây trường thương lao về luồng kiếm quang của Diệp Quân. Tuy nhiên, lúc này thương ý của cô ta đã hoàn toàn không thể ngăn chặn kiếm ý và kiếm thế của Diệp Quân được. Kiếm của Diệp Quân xé nát vô số trường thương ngưng tụ từ thương ý, kiếm quang rơi thẳng xuống. Ầm. Khi một mảnh thương mang lớn vỡ nát, cô gái giáp trắng cũng bị đánh bay đi.
Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở chỗ không xa đều châm xuống. Cô gái giáp trắng còn chưa dừng lại, kiếm của Diệp Quân đã đánh tới lần nữa, một luồng kiếm quang khủng bố nháy mắt đã đánh bay cô gái giáp trắng ra xa hàng chục ngàn trượng, song lần này, hắn không tiếp tục đi truy kích cô gái giáp trắng, kiếm thế xoay chuyển, giết thẳng về phía toại cổ kim ở một bên không xa. Hơn nữa, uy lực và tốc độ của nhát kiếm này đã tăng lên gấp bội lần. Khoảnh khắc này, mọi người bỗng tỉnh ngộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.